gồm tổng cộng là 25 câu hỏi nha các bạn nhé. 25 câu hỏi và nó chia thành là 4 phần. 4 phần. Có 4 phần khác nhau. Và các bạn chỉ cần đúng từ 17 cho đến 18 câu trả lời. Các bạn có từ 17 đến 18 câu trả lời là các bạn đã đạt trình độ nghe bậc 3 về kỹ năng nghe của kỳ thi của các bạn ha. À, trong 25 câu hỏi này thì chúng ta có 4 phần. Và à, cô quên nữa là các bạn trong cái bài thi của các bạn đấy thì các bạn sẽ nghe trong vòng khoảng 35 phút. 35 phút và các bạn sẽ làm bài ngay trực tiếp ngay trên cái đề thi của mình luôn. Được không các bạn? Đó, như vậy đây là một số cái thông tin chung về cái kỳ thi nghe của các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang từng cái phần một. Cô sẽ giới thiệu từng phần, cứ một phần cô giới thiệu xong chúng ta sẽ luyện tập ngay và sau đó chúng ta sẽ sang phần khác. Thì trong cái phần một đấy các bạn, một người nói nó gọi là monologue đấy các bạn, hoặc là hai người nói nó gọi là dialogue. Ok, nó có thể là một monologue hay là một dialogue. Rồi trong cái phần này thì các bạn lưu ý là mình sẽ mỗi câu hỏi như thế này á, là nó độc lập với nhau, 7 câu hỏi này không liên quan với nhau. 7 câu hỏi này độc lập, hoàn toàn độc lập với nhau, và một câu hỏi như thế là nó có một tình huống nào đó. Khi các bạn nhìn vô cái bài này á, thì các bạn lưu ý là chúng ta không có thời gian để đọc, người ta không cho mình thời gian để đọc câu hỏi hết tất cả 7 câu hỏi, mà người ta chỉ để cho mình thời gian rất là ít, khoảng vài giây để đọc từng câu hỏi một. Do đó khi mình có cái bài này trong bài thi trong tay thì cái việc đầu tiên các bạn làm với phần một này là các bạn hãy gạch dưới, ok, the keywords, tức là những từ quan trọng nhất ở trong câu hỏi. Những câu hỏi hỏi cái gì? Rồi sau khi mình gạch dưới những từ khóa trong câu hỏi rồi á, thì các bạn hãy nhìn vào các bức tranh, nhìn vào các bức tranh, được không các bạn? Và khi mình nhìn vào bức tranh rồi, à cô xin lỗi, cô quay lại chỗ này một tí nha. Khi mình gạch dưới câu hỏi để mình hiểu câu hỏi hỏi cái gì á, thì mình để ý là họ hỏi là cái gì, hay là họ hỏi ai, hay hỏi nơi đâu, hay hỏi như thế nào, hay là thời gian vân vân. Ok, tức là mình để ý hỏi những cái gì. Thì tương tự như vậy, khi các bạn nhìn vào bức tranh thì các bạn phải xác định là trong bức tranh, là nếu cô hỏi hỏi về cái gì thì mình sẽ xem về trong bức tranh họ mô tả cái gì. Nếu là ai thì cái người nào, hay người đó nhìn như thế nào, hay là nơi chốn, nơi chốn là ở đâu, hay là thời gian là khi nào, vân vân. Như vậy khi mà nhìn bức tranh thì mình phải để ý những cái chi tiết đó. Và đôi khi mình còn cần phải so sánh các bức tranh khác nhau. So sánh các bức tranh. Bởi vì có ba bức tranh thì có ba, trong ba bức tranh đó có nhiều chi tiết là giống nhau nhưng có những chi tiết là khác nhau. Ví dụ hỏi về một cái áo thì có cúc, áo thì không có cúc, áo thì có túi và có áo thì không có túi, vân vân. Thì các bạn phải để ý là chúng ta phải so sánh các bức tranh với nhau. Ok, các bạn vẫn theo kịp cô chứ hả, nghe cô nói chứ hả các bạn? Dạ nghe cô. Ok, không, nếu mà có gì trục trặc các bạn phải nói cô liền nha, để cô điều chỉnh, vì cô nhắc lại là cô không thấy mặt các bạn nên cô không biết là các bạn có bị vấn đề gì không nha. Rồi tiếp theo, khi các bạn đã gạch dưới câu hỏi rồi á, thì và lỗi gạch dưới những từ khóa trong câu hỏi và nhìn vào cái bức tranh rồi á, thì là người ta lúc đó là cái file nghe nó được mở lên, cái phần thu âm được mở lên và các bạn nghe. Thì các bạn lưu ý là tất cả các phần trong bài thi nghe thì chúng ta đều được nghe nghe hai lần, nghe hai lần hết. Okay. Và nghe hai lần ở đây, ở với phần 1 là như thế này: mình nghe câu họ, người ta sẽ đọc câu hỏi, xong người ta đọc cái đoạn hội thoại đó hay là cái đoạn nói một người đó, và khi xong rồi người ta sẽ nói là listen again, là nghe lại, và chúng ta nghe thêm một lần nữa liền cái câu hỏi đó luôn trước khi sang câu hỏi số 2. Ok, đó là như vậy, là đó cái cách nghe. Trong khi các bạn nghe thì các bạn để ý cho cô những cái gọi là distractors. Disaster là thông tin gây nhiễu. Thông tin gây nhiễu ở đây là gì? Lưu ý là khi các bạn nghe ở trình độ bậc 3 thì sẽ không có cái gọi là chỉ cần nghe keywords. Nếu mà mình nghe keywords là hỏng, bởi vì tất cả cái gọi là cái từ khóa đó đó thì nó đều, người ta đều nói hết. Người ta đều nói để đánh lừa mình hết các bạn. Đặc biệt là tất cả những cái thông tin trong ba bức tranh nó đều được nói. Tuy nhiên chỉ có thông tin của một bức tranh là đúng.
vì nó dựa vào cái gọi là key, nó gọi là key key ideas. Như vậy chúng ta phải nghe cho được cái ý quan trọng chứ không phải là chúng ta nghe được cái từ quan trọng. Đôi khi cũng có dựa vào một số từ quan trọng, nhưng mà nếu mình chỉ nghe được một từ mà không biết cái từ nó nằm trong ngữ cảnh nào, ý nó là làm sao, thì có khả năng mình chọn cái câu trả lời bị sai. Ok. Rồi thêm nữa là trong khi nghe đấy thì các bạn để ý một số cái câu mà người ta thường nói như sau ha. Ví dụ này. Ví dụ người ta nói chứ I thought cái gì đó, but actually cái gì đó. Ok. Thì khi người ta nói I thought và người ta nói cái ý của bức tranh A, cái ý của bức tranh A. Nhưng mà sau đó người ta nói but actually và người ta nói ý tranh B. Như vậy thằng A là cái thằng thằng sai, và cái cấu trúc câu này người ta rất là hay dùng mà mình phải để ý. Tớ nghĩ rằng đó là A nhưng mà hóa ra là B. Do đó các bạn phải để ý khi người ta nói như thế này thì thằng A là sai và thằng B là đúng. Ok. Hoặc là đôi khi người ta nói những cái cụm từ như it's nice but ồ nó đẹp đấy nhưng mà. Như vậy thì cái it này có khi nó ám chỉ tới cái thằng A phía trước đấy các bạn. Người ta nói A rồi xong người ta nói it's nice thì mình đừng có chọn nó. Vâng. Như vậy đây là những cái thông tin gọi là gây gây lại, hay là trong cái đoạn nói một người nói đấy thì người ta không nói cái từ đó mà người ta nói từ tương tự. Ví dụ trong cái từ hỏi câu hỏi của các bạn nó nói là expensive. Expensive. Ok. Thì ở trong cái bài nói của các bạn nó nói expensive và nó nói not not cheap. Ok, hoặc là not reasonable at all. Vâng vâng, reasonable là giá cả hợp lý đấy các bạn. Thì chúng ta phải để ý, ok, là có đắt hay không. Ok. Hoặc là nó không dùng chữ not mà nó nói cheap. Cheap thì là sai, đúng không các bạn? Mà not cheap thì là đúng. Vì not cheap thì bằng với expensive. Vậy chúng ta phải để ý cái gọi là synonym này thôi các bạn ha. Ok. Rồi bây giờ nói như thế thôi nhưng mà chưa hình dung được, bởi vì đôi khi mình phải nghe đã mình biết như thế nào. Thì bây giờ cô không biết các bạn có thắc mắc gì về cái một số cái thông tin về phần 1 không, trước khi chúng ta cùng luyện tập bài đầu tiên, phần 1 của bài 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 test mà đầu tiên chúng ta sẽ luyện trong cái nguyên cả cái khóa học này. Các bạn nào thắc mắc gì không các bạn? Có ai có ý kiến gì không trước khi chúng ta nghe nè? Các bạn ơi, có ai có ý kiến gì không con? Dạ không cô. Ok, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập. Cái bài file nghe thì các con phải xin, các con phải hỏi ở bên trung tâm của mình ha, hỏi bên trung tâm, liên hệ với bên trung tâm để hỏi ha các bạn ha. Cái file nghe các bạn lưu ý là trong cái tài liệu của các bạn là có 5 bài test tất cả. Bài test số 1 là chúng ta bỏ, chúng ta không có làm bài test số 1 khi các bạn nghe. Và trong khóa ôn của kỹ năng nghe chúng ta chỉ luyện tập bài test số 2, 3 và 4. Bỏ bài 1 thôi các bạn ha. Bây giờ cô mời các bạn bỏ mở cái trang đầu tiên của bài test số 2 đi các bạn. Trang số 8, nếu theo tài liệu của cô là cô có trang số 8, không biết tài liệu của các bạn là trang số mấy. Bài test số 2, phần đầu tiên, trang số 8. Các bạn mở được chưa? Cùng trên một trang không thôi cô nói một đằng mà các bạn là nghe một nẻo thì cũng không ổn. Bài này nha các bạn, bài practice test 2 này. Đây ha. Thống nhất là chúng ta cùng ở bài này các bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng phân tích câu hỏi trước khi chúng ta nghe nha. Cô mời các bạn nhìn vào câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Các bạn nhìn vào trong sách của các bạn ha. Các bạn có cần cô mở cái bài cái giáo trình đó ở trên máy không để các bạn nhìn không, hay là cô chỉ cần các bạn có sách rồi và cô chỉ cần mở cái trang đánh này thôi để cô đánh những cái từ quan trọng lên trên này thôi. Các bạn có cần cô mở cái bài không, hay là các bạn có bài rồi phải không? Cô khỏi mở bài nha. Cô khỏi mở bài nhé. Ok, rồi bây giờ các bạn nhìn vào
ở cái đây. Bây giờ trong câu số 1 này các bạn, cái từ khóa là những từ nào này? Từ khóa là những từ nào? Trong câu số 1 chúng ta có từ khóa là từ what, đúng không? Cái gì? The girl, đúng chưa? Cô gái đó. Buy. Ba từ này là từ quan trọng nhất. Cô gái đó mua cái gì? Ok. Shopping trip là cái chuyến đi mua sắm của cô ấy đó. Vậy là cô ấy mua cái gì? Ở câu A của hình 1, đây là một cái shelf, cái kệ. Nhìn á thì nó không biết là shoe shelf hay là book shelf. Nó có thể là shoe shelf. Nó cũng có thể là book shelf. Kệ giày, kệ sách. Kệ giày, kệ sách. Ok. Ở câu B thì hình B, cái này là cái lamp, cái đèn. Cái đèn. Hình C nó là một cái cushion. Cushion là cái gối để mình ngồi, để trên ghế sofa, để trên ghế bàn, để mình ngồi cho nó êm, lót cho nó êm đó các bạn. Lót vào lưng chẳng hạn, hay để dưới mông để mình ngồi cho nó êm ấy, cái đó nó gọi là cushion. Ok. Như vậy chúng ta có xác định được cái loại, cái thứ gì ở trong hình rồi. Như vậy tí nữa chúng ta sẽ nghe là cô ấy mua cái gì. Ở trong đoạn 1 này, các bạn sẽ nghe một số động từ như là get. Động từ get nó có nhiều nghĩa đó. Nó có nghĩa là lấy rồi trở nên. Nhưng mà trong bài thì nó có nghĩa là buy, mua. Và từ stuff. Stuff thì bằng với chữ thing, là thứ hay là vật. Ok, cái thứ hay cái vật gì đó thì gọi là stuff. Light là đèn, danh từ là đèn. Light là đèn. Department store. Department store là cửa hàng bách hóa tổng hợp, thường thường là bán quần áo. Cửa hàng bách hóa tổng hợp thường là bán quần áo. Kịp không các bạn ơi? Kịp không các bạn? Dạ kịp cô. Ok. Rồi, tiếp theo. Câu số 2. Chúng ta sang câu số 2. Câu số 2 thì chúng ta có những từ gì quan trọng này? Từ why, đúng chưa? Tại sao? Plane. Máy bay. Leave late. Tại sao máy bay cất cánh trễ? Rồi, tại sao máy bay cất cánh trễ? Bây giờ chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy có các loại hình thời tiết khác nhau. Chắc là vì một trong những cái loại hình thời tiết này mà máy bay cất cánh trễ. Đầu tiên ở hình A thì chúng ta thấy có wind, thậm chí nó còn được gọi là strong wind, gió mạnh, gió to, đúng không các bạn? Hình B thì là snow. Okay. Nếu như các bạn nghe từ snow là danh từ là tuyết đấy, thì có thể các bạn nghe là snow, snowy. Tính từ, snowy là tính từ, có nghĩa là có tuyết. Và snow là danh từ, có nghĩa là tuyết. Strong wind, cô quay trở lại cái hình A một tí. Nếu các bạn không nghe một trong những cái từ cụm từ đó thì các bạn có thể nghe chữ windy, gió. Ok. Hình C là thời tiết như thế nào đây các bạn? Rain, đúng không các bạn? Ok, rain, nếu không thì các bạn nghe là rain, rainy. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã xác định được là ba cái hình đó là nội dung nó nói về cái gì, và nó là một trong những cái nguyên nhân mà máy bay cất cánh trễ. Trong bài này các bạn sẽ nghe một số cái từ như sau. Captain. Captain danh từ ở đây nó có nhiều nghĩa lắm các bạn, nhưng mà trong máy bay thì nó có nghĩa là cơ trưởng, cái người lái máy bay đấy, cơ trưởng. Captain. Rồi các bạn sẽ nghe từ apologize. Apologize động từ có nghĩa là xin lỗi. Captain là danh từ, cơ trưởng. Apologize động từ xin lỗi. Runway. Runway là đường băng. Đường băng. Đường băng để cho máy bay chạy đấy các bạn. Departure là khởi hành. Sự khởi hành. Ở trong bài thì mình hiểu rằng là máy bay cất cánh ấy. Departure. Departure. Flight. Flight là chuyến bay. Flight. Chuyến bay. Động từ clear. Clear tính từ chắc các bạn cũng biết rồi, là nói về một cái chỗ nó quang đãng, sạch sẽ, trong. Ok, nhưng mà trong đây nó, trong cái ngữ cảnh ở trong cái bài này, trong cái câu số 2 này, nó có nghĩa là dọn dẹp cho sạch. Clear là dọn dẹp cho sạch. Dọn dẹp cho sạch. Crowd.
danh từ mặt đất. Wow, trời, danh từ mặt đất. Và một từ nữa là schedule. Schedule là thời gian biểu. Thời gian biểu. Schedule. Được chưa các bạn ơi? Cô không nghe ai có ý kiến y còi gì cả. Cô nghĩ chắc là ổn ha. Đúng không các bạn? Còn khi nào ấy các bạn cứ nhắn lên trên đây cho cô biết nha. Cô có ý kiến gì nói ha. Rồi sang câu số 3 nào. Câu số 3, chúng ta có những cái từ nào quan trọng này. Thứ nhất là what activity. What activity là cái hoạt động nào? Hoạt động nào? Woman, cái cô đó. Ok, book. Cô ấy muốn book for weekend. Đây là những từ quan trọng. Có nghĩa, câu này có nghĩa là cô ấy muốn đặt cái hoạt động nào cho cái kỳ nghỉ cuối tuần. Ok, tức là khi người ta tham gia một cái hoạt động nào đó thì người ta phải đặt trước, book là đặt trước các bạn động từ đấy. Đặt trước để mà đến lúc đó người ta có cái để người ta ấy. Để có cái mà người ta hoạt động các bạn ha. Rồi bây giờ cô mời các bạn nhìn vào hình A. Hình A. À, các bạn sẽ thấy hình một phụ nữ đang đạp xe đúng không các bạn? Như vậy chắc có lẽ cái hoạt động đó là cycling. Cycling là hoạt động đi xe đạp đấy các bạn. Nếu như các bạn không nghe chữ cycling thì có khả năng các bạn nghe là ride a bike. Đúng không các bạn? Ok. Hình B. Hình B thì mình thấy là một người đang lái xe. Như vậy là ride a car. Hay là car driving. Lái xe. Đúng chưa các bạn? Và hình C là mình thấy rõ ràng là có người đi chơi thuyền. Cái hành động đó gọi là sailing. Cô đẩy nó xuống và chọn cái màn hình các bạn dễ thấy. Ok. Được rồi các bạn ha. Rồi, bây giờ các bạn, chúng ta đã có từ, xin lỗi là mình xác định được là cái hoạt động nào của từng hình rồi. Cái từ mà mình cần nghe rồi. Bây giờ các bạn sẽ xem, cô sẽ cho các bạn một số cái từ mà nó xuất hiện trong cái bài câu số 3 này. Cái từ đầu tiên chúng ta có là laser center. Cụm từ laser center là một cái trung tâm vui chơi giải trí. Một cái trung tâm cung cấp những cái hoạt động giải trí đấy. Thường thường nó mang tính những cái hoạt động thể thao vân vân. Nó gọi là laser center. Okay. Và tiếp theo là chúng ta có cái cụm từ là group ride. Đây là một ngữ danh từ. Có nghĩa là đi chạy xe đạp theo nhóm, nó gọi là group ride, chạy xe đạp theo nhóm. Rồi cái từ tiếp theo chúng ta có là car racing là việc gì các bạn? Việc đua xe hơi, car racing. Tính từ full là đủ chỗ, đầy chỗ, full. Ví dụ khi mình nói là một cái nhà hàng đã đầy chỗ là it's full, không còn chỗ trống nữa. Okay. Tiếp theo chúng ta có cái động từ cycle. Trên kia cô đã cho các bạn cái danh từ cycling. Đây này các bạn ha, là việc đi xe đạp. Như vậy động từ cycle ở đây là đi xe đạp. Cycle. Và cái từ cycle này nó còn được dùng như danh từ và nó có nghĩa là bicycle. Ok, bicycle là xe đạp. Vậy cẩn thận với từ cycle, nếu nó là động từ là đi xe đạp, nhưng mà danh từ thì lại là chiếc xe đạp. Động từ, chúng ta có động từ, tính từ available. Available là có sẵn để dùng, có sẵn để sử dụng, gọi là available. Có sẵn để dùng, có sẵn để sử dụng, available. Và chúng ta có động từ hire, thuê mướn, hire. Và chúng ta có động từ ring. Động từ ring trong trường hợp này nó sẽ bằng với động từ phone, gọi điện. Ring phone. Ok. So far so good. Nghĩa là ổn chứ hả các bạn? Vẫn ổn không các bạn ha? Ổn
đúng không các bạn? Nghe ai nói gì cả thì chắc là ổn. Rồi bây giờ chúng ta sang câu số 4 này các bạn. Câu số 4 nha. Các bạn nhìn cho cô vào cái câu số 4, câu hỏi số 4. Cái từ nào là quan trọng nè? Từ nào quan trọng nè? Which case? Ok. Girl order. Gạch dưới những từ này. Cô này đã đặt bánh nè. À xin lỗi, will là sẽ. Cô này sẽ đặt cái loại bánh nè. Thì các bạn nhìn vào ba cái loại bánh ở trong hình ABC. Hình A này là chắc chắn đều là bánh hết, nhưng mà mỗi bánh nó có loại nhân khác nhau. Rồi chúng ta thấy ở đây là strawberry. Là gì các bạn? Dâu, bánh dâu. Đúng chưa? Hình B thì là chocolate, chocolate. Hình C là có những cái lát đó, có thể là orange hoặc có thể là lemon, bánh chanh, bánh cam, những kiểu vậy. Ok. Như vậy chúng ta sẽ nghe và xem thử là cô ấy đặt cái gì. Trong bài này, các bạn sẽ nghe cái từ là not, keen. À xin lỗi, nó không quan trọng. Keen on. Keen đi với cái từ on là quan tâm đến hay thích thú cái gì. Keen on. Quan tâm đến hay là thích thú cái gì. Và các bạn sẽ nghe từ though. Though. Chữ though này thường thường nó đứng ở cuối câu á các bạn. Cô lấy ví dụ nha, nó được dùng như thế này nè. I like Đà Lạt. The weather is cold. Đây là cách dùng của chữ though. Tớ thích Đà Lạt nhưng thời tiết thì lạnh. Okay. Như vậy chữ though này có nghĩa là nhưng, và nó được dùng để nối hai cái câu, được dùng để nói hai cái ý nó trái ngược nha. Okay. Chữ though nó dùng như thế. Dù sao thì okay, nhưng mà ý là vậy. Rồi trong bài các bạn sẽ gặp, sẽ nghe cái động từ là go on. À sorry, phải go on, go for. Động từ go for đấy nó bằng với động từ choose là chọn. Ok. Khi cái người đó họ nói là I go for cái gì đó, là tôi chọn cái gì đó. Thế vậy đó là câu số 4. Câu số 4. Bây giờ chúng ta sang câu số 5, cô mời các bạn nhìn vào câu số 5. Trong câu số 5, những từ quan trọng là những từ nào? Thứ nhất là chúng ta có từ how, how much, right? How much, bao nhiêu, giá bao nhiêu. Ok, từ thứ hai quan trọng là spend, how much spend. Ok, rồi từ quan trọng tiếp theo là get free gift. Ok, cái chữ customer thì nó không quan trọng lắm. Customer là khách hàng đấy các bạn. Như vậy câu này có nghĩa là khách hàng phải mua bao nhiêu tiền, cái gì đó để được một món quà miễn phí. Chúng ta có chữ free là miễn phí và chữ gift là món quà. Ở đây chúng ta có ba cái giá tiền khác nhau. Ok. Cái giá tiền thì các bạn lưu ý đơn vị tiền. Đơn vị tiền đấy thì chúng ta có ở trong cái trình độ của chúng ta học, ở trong cái giáo trình chúng ta học thì toàn là bảng Anh không à. Do đó cái đồng này gọi là đồng bảng, cái ký hiệu đó là của đồng bảng Anh các bạn ha. Rồi, cái đầu tiên này chúng ta có cái giá như thế này thì các bạn lưu ý cái cách nói nó như sau. Nhầm. Như sau thì nó sẽ nói là 9 pounds 99. Đây là cái cách nói giá tiền của cái A. Ok. Thằng B thì sẽ nói là 19 pounds. 19 pounds. Và hình C thì nó sẽ là gì các bạn? 20 pounds. 19. Ok. Ok. Được không các bạn? Được rồi ha. Vậy các bạn để ý cái giá tiền người ta nói, là mình xem kiểu là nói thế nào. Cái này hơi bị khó bởi vì cái nó 999 hơi nhiều. Và một cái như thế là người ta nói nó ba cái này đều được nhắc đến hết. Cái 9 bảng 99 là người ta cũng nói, nhưng mà mình sẽ nghe là có món quà nào miễn phí ở đó không. 99 pounds người ta cũng nói, là mình xem kiểu là có món quà hay không. Tương tự cũng vậy cho cái 29 pounds. Ok. Rồi bây giờ trong bài, trong cái đoạn này các bạn sẽ nghe một số từ như sau. Thứ nhất là động từ offer. Offer.
Offer có nghĩa là khuyến, gọi là cho, tặng, trao, tặng, cho, tặng, tặng. Ok, tặng cho, offer. Rồi, chúng ta có động từ reward. Động từ reward là thưởng. Danh từ là phần thưởng, động từ là thưởng. Ok. Tiếp theo chúng ta có từ saving. Saving. Saving là tiền tiết kiệm. Tiền tiết kiệm hay là việc tiết kiệm. Saving là tiền tiết kiệm hay là việc tiết kiệm. Tiếp theo chúng ta có từ great tasting. Đây là cụm tính từ. Cụm tính từ. Ok, nó gọi là adjective phrase. Có nghĩa là tính từ ghép ấy. Có nghĩa là có vị rất ngon. Có vị rất ngon. Có vị rất ngon. Tiếp theo các bạn sẽ nghe một cái cụm từ là natural flavors. Natural flavor là hương vị tự nhiên. Hương vị tự nhiên. Mystery. Mystery. Danh từ mystery có nghĩa là cái sự bí mật, sự bí, à xin lỗi, sự bí ẩn. Mystery, sự bí ẩn. Rồi chúng ta có chữ present là một món quà. Vậy chữ present thì nó tương tự với lại chữ gift ở trong câu hỏi các bạn ha. Và chúng ta có chữ shopper là người đi mua sắm. Người đi mua sắm. Vậy chúng ta sẽ nghe thử là cái giá tiền nào, mua cái giá nào thì được cái món quà. Đó, để ý những cái từ mà cô đã cho các bạn để hiểu nghĩa ha. Ổn chứ hả các bạn? À, âm thanh của cô thỉnh thoảng bị gián đoạn hả? Úp link Google Doc là sao con? À, Luân ơi, con muốn cô úp link Google Doc nghĩa là sao con? Cô úp như thế nào? Tại vì cô đang ghi như thế này, cô úp như thế nào? À, sau buổi học hả? Sau buổi học hả? Cô chưa hiểu cách làm. Sau buổi học rồi cô xây cái file này lại cô gửi cho các con hả? Được không? Đúng không? Đúng không Luân? Ý Luân là như vậy hả con? Luân ơi. Ok rồi, cuối buổi học cô nhờ con nhắc giùm cô nha, mà thôi chắc bây giờ cô phải xây đi, cái tập cô hay quên cô xóa mất tiêu. Cô ghi là listening đi ha. Listening lớp B1. B1 lớp này là lớp 2 đúng không? Dạ, cái buổi học này là buổi học thứ nhất. Dạ, cô xây đây để hồi cô gửi cho các bạn cái quyền cho hơi, cô hơi tắt. Rồi, âm thanh của cô thỉnh thoảng bị gián đoạn hả con? Biết rồi, giờ sao hè? Các bạn khác có bị vậy không? Hay là chỉ có mình Tấn là bị nhỉ? Do mạng hả? Bên bên tụi em bình thường không? À vậy đó hả? Chắc là do mạng ha. Do mạng. Thôi cố gắng giùm cô nha, chứ cô cũng không biết tại tại bên cô hay tại bên con nữa. Thành ra các bạn mà bị gián đoạn thì cố gắng giúp cô. Có thể là các con tìm cái chỗ nào mà có wifi mạnh hơn hay gì đó. Ok. Ok, thank you. Rồi tiếp theo. Tiếp theo. Bây giờ chúng ta sang cái câu tiếp theo, đó là câu số 6. Câu số 6. Những cái từ này là từ khóa này. Chúng ta có từ what, rồi family, rồi do, sun, Sunday. Gia đình làm cái gì vào ngày chủ nhật? Bây giờ chúng ta nhìn vào ba cái bức hình. Hình A, theo các bạn là những người này họ đi đâu? Họ đến cái phòng tranh để xem tranh đúng không các bạn? Vậy trong trường hợp này cái phòng tranh sẽ là art gallery. Ok, art gallery. Rồi hình B. Hình B thì chúng ta thấy là họ đi đến chỗ này và họ xem những con cá đúng không các bạn? Như vậy mình cũng không biết cái chỗ này nó gọi là cái gì, nhưng mà chắc chắn là có cá. Rồi có thể là nghe là chữ sea, rồi có thể nghe là sea creatures. Sea creatures là những cái sinh vật biển chẳng hạn. Ok. Còn hình B, hình C thì chắc chắn là đi đâu được các bạn? C, cinema. Nếu không nghe cinema thì chúng ta có thể nghe những cụm từ tương tự như là watch a film. Ok. À, như vậy là mình đã xác định được là các hoạt động mà gia đình này đã làm rồi, và chủ nhật vừa rồi rồi từng bức hình rồi. Bây giờ quan trọng là mình có nghe được là họ làm gì hay không.
Trong cái bài này thì không có từ khó, không có từ khó, cơ bản là mình nghe được hay không thôi. Bây giờ cô mời các bạn nhìn sang câu số 7. Câu số 7. Chúng ta sẽ có là which program on first, là chương trình nào được chiếu đầu tiên. Chương trình nào được chiếu đầu tiên? Ok. Chương trình thứ nhất là mình thấy có cái vụ gì đây các bạn? Dance, dancing, khiêu vũ đúng không? Ok. Rồi tiếp theo chương trình thứ hai thì mình nhìn vô mình thấy có vẻ như là có một cái cuộc thi competition. Competition là cuộc thi. Competition. Còn không mình sẽ nghe động từ compete. Ok. Và đây mình thấy có những cái đội khác nhau, teams khác nhau. Do đó nói đi con, ai đó nói đi, ai ai nói đi con. Vi nói gì đó Vi ơi, Vi nói gì vậy Vi? Dạ xin lỗi cô, em nhầm ạ. Không sao hả? Cô xin lỗi không biết bạn nó trẻ hay già mà cô cũng kêu con, thôi kêu bằng em đi cho nó được, cho nó lịch sự lỡ gặp chúng mấy mấy bạn tuổi lớn lớn. Ok. Rồi, cái các em nhìn vào đây thì chúng ta có chữ có hai đội đúng không? Như vậy chắc chắn là có đội nếu mà mình nghe cái này, cái chương trình này. Chương trình thứ ba là chương trình mình có thể đoán là cooking đúng không các bạn? Nếu các bạn không nghe chữ cooking thì mình có thể nghe chữ food hay là chữ recipe. Cái này đọc là recipes là cái công thức nấu ăn đấy. Cái công thức nấu cho một món ăn cụ thể nó gọi là recipes, hoặc là nghe chữ dish, dishes. Bây giờ cơ bản là mình phải nghe là cái chương trình là đầu tiên. Các bạn sẽ nghe tất cả ba cái chương trình này luôn. Tuy nhiên ổng sẽ nói là vào lúc mấy giờ hay là lúc nào đó sẽ có chương trình đó, rồi trước đó là chương trình đó hay là sau đó là chương trình kia. Thì cái quan trọng là mình phải nghe được cái nào trước, cái nào sau. Được không các bạn? Hoặc là để ý tới giờ. Trong cái câu số 7 này các bạn sẽ nghe một số từ như là energy. Energy là năng lượng. Energy là năng lượng. Ok. Từ thứ hai các bạn nghe được là challenge. Challenge. Challenge là sự thách thức, sự thử thách, sự thách thức. Okay. Thử thách cũng được, sự thách thức, thử thách, challenge. Hồi nãy cô đưa cho các bạn chữ dishes rồi mà cô quên giới thiệu nghĩa nha. Dishes là các món ăn đó các bạn. Các món ăn bằng với chữ food đó. Okay. Các bạn sẽ nghe chữ channel. Channel là cái kênh. Kênh ở đây là kênh truyền hình, kênh và traditional, cái từ traditional là truyền thống. Ok, rồi cô vừa giới thiệu cho các bạn cái bước mà cái bước mình cần làm trước khi mình nghe một câu hỏi đấy, tức là quan trọng là phải gặp được dưới những từ khóa để hiểu câu hỏi hỏi gì, và sau đó xác định trong các bức tranh, mỗi bức tranh này là có những cái gì để có thể trả lời được cho câu hỏi. Ok. Còn lại cô đã vừa làm thêm một cái bước phụ, đó là cô đã cung cấp thêm các từ để hỗ trợ cho các bạn khi các bạn nghe. Nếu các bạn nghe cái từ đó nó khó, nó làm cho các bạn khó nghe thì đó là một bước giúp cho các bạn một tí. Bây giờ trước khi chúng ta nghe thì cô muốn hỏi là các bạn có thắc mắc gì không? Trước khi chúng ta nghe không các bạn? Yes or no? No? Dạ Ok. không được. Ok, rồi bây giờ cô mời các bạn nghe. Cô sẽ mở cái file và họ sẽ nói đến hai lần liên tục. Ok, cứ câu 1 xong họ nói listen again và chúng ta nghe câu 1 lại lần nữa. Rồi sau đó các bạn sẽ nghe tất cả các câu còn lại nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ... Power on. Bluetooth mode. Micro SD card mode. Aux mode. There are four part answer. That's what I got today. If choose the correct answer. Look at question one. One. What did the girl buy on her shopping trip? Vừa hay là nhỏ vậy các bạn? Vừa nghe chưa, có cần cô tăng cái âm lượng lên không các bạn? Vừa rồi cô. Vừa rồi, ok, thank you. Mở to tiếng nữa, ok. I choose the correct answer. Look at question one.
One. What did the girl buy on her shopping trip? Được không các bạn ơi? Âm thanh cỡ đó được chưa các bạn? Được rồi cô ơi. Ok, thank you. Như vậy bạn nào mà to quá thì các bạn chỉnh âm thanh bên phía các bạn nhé. For each question, choose the correct answer. Look at question one. One. What did the girl buy on her shopping trip? Hi, Lucy. Have you been shopping? Yeah, getting stuff for my room at college. What's it like? Well, not large. There's a bed, a desk, but nowhere to put books. And there's only one big light in the ceiling. I prefer to have a lamp on my desk, so that's what I got today. If I've got enough money, I'll get some bookshelves next week. They had some lovely big cushions on special offer in the department store. I nearly got one today, actually. So maybe the bookshelves can wait. Now listen again. Hi, Lucy. Have you been shopping? Yeah, getting stuff for my room at college. What's it like? Well, not large. There's a bed, a desk, but nowhere to put books. And there's only one big light in the ceiling. I prefer to have a lamp on my desk, so that's what I got today. If I've got enough money, I'll get some bookshelves next week. They had some lovely big cushions on special offer in the department store. I nearly got one today, actually. So maybe the bookshelves can wait. Two. Why did the plane leave late? Good morning, this is your captain speaking. I'd just like to apologize for the late departure of the flight. As you know, we had to wait for the runway to be cleared of snow before we could take off and get on our way. We'll arrive in Manchester in about an hour, and we're told the weather on the ground isn't good. There's heavy rain in the city, and we're expecting strong winds at the airport as we land. But we shouldn't be too far behind schedule. Thanks for your attention. Now listen again. Good morning, this is your captain speaking. I'd just like to apologize for the late departure of the flight. As you know, we had to wait for the runway to be cleared of snow before we could take off and get on our way. We'll arrive in Manchester in about an hour, and we're told the weather on the ground isn't good. There's heavy rain in the city, and we're expecting strong winds at the airport as we land. But we shouldn't be too far behind schedule. Thanks for your attention. Three. What activity does the woman want to book for the weekend? Hello, I'm just ringing to book an activity at your leisure center for the weekend. I was hoping to book a sailing lesson, but I understand from your website they're all full, so I'm wondering if there are any cycles available to hire instead. There's no information about those. I'd really like to join one of the group rides through the forest. I think I'd enjoy that more than the car racing I tried last time. Could you ring me back to confirm? Many thanks. Now listen again. Hello, I'm just ringing to book an activity at your leisure center for the weekend. I was hoping to book a sailing lesson, but I understand from your website they're all full. So I'm wondering if there are any cycles available to hire instead. There's no information about those. I'd really like to join one of the group rides through the forest. I think I'd enjoy that more than the car racing I tried last time. Could you ring me back to confirm? Many thanks. Four. Which cake will the girl order? Have you chosen a cake yet? I'm not sure. I guess you're having the lemon one. How did you know? Because you always do. I suppose I do. So, what about you? I might try the one with the strawberries on. You had that last time and you weren't keen on it, remember? I'd go for the chocolate cake if I were you. The chocolate one does look good. Might be a bit sweet, though. Oh, I think I'll have the same as you. Now listen again. Have you chosen a cake yet? I'm not sure.
I guess you're having the lemon one. How did you know? Because you always do. I suppose I do. So, what about you? I might try the one with the strawberries on. You had that last time and you weren't keen on it, remember? I'd go for the chocolate cake if I were you. The chocolate one does look good. Might be a bit sweet, though. Oh, I think I'll have the same as you. Five. How much must customers spend to get a free gift? Stacey's Supermarket has some wonderful offers for you today. Buy 6 bottles of Stacey's own fruit juice in any of our great tasting natural flavours, and the price will be only $9.99. That's a huge saving. And we have a mystery present for all shoppers. To get yours, buy goods today with a total of at least $19.99 and we will reward you. And take a look at our special party food. Buy everything for a birthday meal for 6, including a cake, for as little as $29.99. Now listen again. Stacey's Supermarket has some wonderful offers for you today. Buy 6 bottles of Stacey's own fruit juice in any of our great tasting natural flavours, and the price will be only $9.99. That's a huge saving. And we have a mystery present for all shoppers. To get yours, buy goods today with a total of at least $19.99 and we will reward you. And take a look at our special party food. Buy everything for a birthday meal for 6, including a cake, for as little as $29.99. 6. What did the family do on Sunday? Did you have a good day out on Sunday with the children? Yes, we'd planned to go and see the big fish at the Sea Life Centre, which opened recently, and then go and see a film. We got to the Sea Life Centre, and it was so full we were told to come back an hour later. We did, and it was worth the wait. Much more fun for the children than the art gallery we saw some weeks ago. Couldn't get to the cinema, though, but we had a good day. 7. Did you have a good day out on Sunday with the children? Yes, we'd planned to go and see the big fish at the Sea Life Centre, which opened recently, and then go and see a film. We got to the Sea Life Centre, and it was so full we were told to come back an hour later. We did, and it was worth the wait. Much more fun for the children than the art gallery we saw some weeks ago. Couldn't get to the cinema, though, but we had a good day. 7. Which program is on first? Good evening. It's 8 o'clock and time for tonight's news. There's something for all tastes coming up later on. If you're staying up late tonight, then you can catch a repeat of last Saturday's Come Dancing program. If you don't have the energy for that, then stay on this channel for Quiz Challenge, with teams from Manchester and Oxford competing in the final. Before that, however, you can watch Lucas Wilson preparing some traditional Polish dishes. But now, here's the 8 o'clock news. Now listen again. Good evening. It's 8 o'clock and time for tonight's news. There's something for all tastes coming up later on. If you're staying up late tonight, then you can catch a repeat of last Saturday's Come Dancing program. If you don't have the energy for that, then stay on this channel for Quiz Challenge, with teams from Manchester and Oxford competing in the final. Before that, however, you can watch Lucas Wilson preparing some traditional Polish dishes. But now, here's the 8 o'clock news. That is the end of part one. Thì that's okay. Ổn không các bạn? Nghe được không? Được không các bạn? Nghe chắc được đó, nhưng mà không biết có chọn được câu trả lời cho đúng không thôi hả? Được không các bạn? Hên xui. Không ổn lắm.
Ok, bây giờ cô sẽ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa với cô và chúng ta sẽ phân tích cái câu cái người ta nói và để mình xem thử là cái câu trả lời của các bạn nó có được không nha. Bây giờ cô mời bạn Phan Thị Thu đi. Thu ơi. Thu có ở đó không? Thu ơi. Thu ơi. Hello. Phan Thị Thu sao im re vậy hả? Thu ngồi học à? Thu có ngồi học không con? Phan Thị Thu ơi. Có ngồi học không? Cô thấy có tên đây mà. À thôi cho cô ok rồi Luân, thôi Luân nói trước đi, Luân cho cô câu A là câu số 1 phải không? Rồi vì sao câu 1 là A vậy Luân? Vì sao câu 1 A vậy con? Luân có thể giải thích được không? Hả Luân? Luân có thể mở mic lên nói được không? Hay là nếu mà được thì cho cô Luân ngắm mặt con xem nào, cho các bạn ngắm mặt được không? Con nghe được từ kệ sách, ok, vì con nghe được từ shelf, thành ra con chọn cái câu A đúng không? Rồi bây giờ cô mời các bạn nghe lại xem thử có đúng là như Luân nói không, có nghĩa là nghe được từ shelf và cô này mua cái shelf, thành ra là chọn câu A. Bây giờ cô mời các bạn nghe lại nha. There are in the ceiling trip. Girl by on her shopping trip. Hi Lucy, have you been shopping? Yeah, getting stuff for my room at college. What? Yeah, cô này đi mua shop, đi shopping, đi mua sắm để get stuff. Okay. For my college. Okay. Ở đây nó chưa liên quan gì cả, cô chỉ giải thích một tí để các bạn hiểu cái cô ấy đang nói cái gì thôi. Là đi mua sắm mọi thứ để đi học đại học đấy. What's it like? Well, not large. There's a bed, a desk, but nowhere to put books. Ok, cô ta nói là cái phòng ở chỗ trường đại học của cô ta nói là như thế nào đấy. Thì cô ta nói là large, have a bed, a desk, and nowhere to put books. Không có chỗ để sách. Dạ, yeah, như vậy nghe cái này thì có vẻ như là cô sẽ đi mua cái kệ sách rồi, đúng không các bạn? Vậy chúng ta nghe tiếp nha. And there's only one big light in the ceiling. Yes, and there is only one big light on the ceiling. Chỉ có một cái kệ, chỉ có một cái đèn ở trên trần thôi. Okay. I prefer to have a lamp on my desk. So yeah, và cô ta nói là I prefer, thích, okay, a lamp on my desk. Cô ta có thích một cái đèn bàn. So là vì thế, cô ta dùng từ so, vì thế làm sao? In the ceiling. I prefer to have a lamp on my desk. So that's what I got today. Yeah, so cô ta nói là so that's okay. What I got today. Vừa nãy cô cho các bạn từ got rồi. Từ got này là quá khứ từ get, là mua đấy. Như vậy ngày hôm nay cô ta mua cái gì các bạn? A lamb. Okay, a lamb. Như vậy câu của Luân, câu A là không không ổn lắm đúng không các bạn? Phải là câu, không phải là không ổn lắm là sai. Phải là câu B. Đúng chưa các bạn? Câu B là cái lamb. Tuy nhiên mình nghe thử một tí là vì sao Luân nghe là cái shell. Và không biết có ai nghe cái cushion không nữa để mình phân tích vì sao sai, hai cái đó nó sai. Chúng ta nghe tiếp nha. If I've got enough money, I'll get some bookshelves next week. Yes, như vậy cô ta mới nói là if I get enough money, I will get some bookshelf next week. Ok, như vậy cái chuyện mà mua kệ là tuần tới mới mua thôi luôn ha, chứ không phải là đã mua hôm nay rồi. Trong khi câu hỏi này là đã mua cái gì rồi. What did buy shopping trip, mua cái gì. Như vậy là chắc chắn là nghe được cái này là, nếu như mình nghe được cái này là mình bỏ cái câu A đi thôi các bạn ha. They had some lovely big cushions on special offer in the department store. Yes, và cô ta nói là they got some big lovely cushion in the department store. Okay, họ có bán một ít cái gối dựa đấy. I nearly got one today actually, so maybe the bookshelves can wait. Okay, và cô ta nói là I nearly got one today. Tớ gần như là đã mua cả một cái hôm nay rồi, tức là chưa mua, đúng không các bạn? Rồi như vậy là cô ta nói là cái bookshelf, và vì thế do đó có khả năng là cái bookshelf nó phải can wait, nghĩa là nó phải đợi lần sau có tiền. Như vậy là không mua cushion, cũng không mua bookshelf, mà chỉ mua cái gì các bạn? Cái lamp. Thì that's okay. Được thôi các bạn ha. Rồi bây giờ câu số 2, cô mời bạn khác nào. Luân có đáp câu đáp án rồi đó.
Thu, ok, Thu. Rồi thôi cô lấy câu của các bạn này đi nha. Bạn Thu đã trả lời rồi nè, cô lấy câu Thu của bạn, câu 2 của bạn Thu là câu C. Ok, Thu ơi, Thu giải thích dùm cô vì sao C đó Thu. Vì sao con chọn câu số 2 là câu C đó Thu ơi? Con nghe cái gì đó? Thu ơi. Thu ơi. Thu đâu rồi con? Thu ơi. À, không nói thì con đánh được không? Vì sao câu số 2 là C? Con nghe được chữ gì? Ok, không sao, không nghe được thôi, không sao cả. Chúng ta sẽ nghe câu số 2. À, nghe cái chữ mưa. Ok. Bạn nào vào không nhóm học được con? Bạn này á hả? Bạn có cái đuôi DLU mà sao không vào nhóm học được? À, cô không biết nha, tự vì cô chỉ có cô không có làm gì với cái này cả, mà cái này là do bên chỗ cô Khanh. Bây giờ các con có số điện thoại của cô Khanh không, gọi cho cô Khanh đi. Vũ Thị Trâm Anh, cô xem thử trong lớp có danh sách của Trâm Anh không. Trâm Anh, Vũ Thị Trâm Anh. Vũ Thị Trâm Anh có nè, mà sao không vô lớp được? Vô đi, vậy bây giờ cô mời lại bạn hay sao? Mà có đúng đó là của Trâm Anh không? Tại vì cô bên trung tâm không cho phép các cô được mời người ngoài vào. À không học được, học này là theo đúng giờ quy định của trung tâm nghe con Phương. Và cả lớp đã thống nhất rồi thì có một mình con thì không thể nào giờ như thế được con à. Phải theo quy định của trung tâm nhé. Cô không giờ được. Cái này là trung tâm, nếu các con muốn giờ cả lớp muốn mời giờ thì phải làm việc với trung tâm. Ok. Rồi bạn Luân làm việc với lại... À không, cô không có cho được. Bên trung tâm làm việc, cô không có làm việc này. Bạn gì Đoàn Hữu Sang Thi hay cái gì đó không biết. Không biết tên nào mới đúng hay sang hả con? Các con phải làm việc với trung tâm hết. Cô cũng làm việc cho trung tâm, thì là trung tâm yêu cầu như thế nào cô làm theo như thế đó. Nhưng mà cô cố gắng hết sức trong mức của cô để cô hỗ trợ cho tất cả các bạn. Mục đích là để giúp cho các bạn thi đậu cái đợt thi này. Nhưng mà ví dụ nó đúng theo quy định của trung tâm thì cô làm. Ok. Rồi thôi bây giờ chúng ta tiếp tục đi. Chúng ta tiếp tục đi ha. Bạn nào mà không mua được thì Luân nói các bạn thử xem sao. Liên hệ với bên trung tâm giúp cô nha. Rồi bây giờ trong cái câu này bạn, vì bạn... Bạn Thu có nghe từ rain nên chúng ta xem thử là có đúng là câu C không. Cô mời các bạn nghe lại. Now listen again. Thanks for your attention. But we shouldn't be your captain speak. Be the bookshelves can... Two. Why did the plane leave late? Good morning, this is your captain speaking. This is your captain speaking. Tức là ông cơ trưởng ông đang nói. Các bạn nghe cái chữ captain đúng không các bạn? Nghe cái chữ captain. It's like to apologize for the late departure of the flight. Yeah, và ông đã nói là vì sao ông apologize, okay, for the late departure. Đó là cái ông vừa nói, nó không quan trọng lắm đối với cái câu trả lời của chúng ta. Nhưng đây là cái ông vừa nói. Tôi xin lỗi vì cái sự khởi hành trễ. As you know, we had to wait for the runway to be cleared of snow before. Oh, ông đã nói là as you know, we had to wait for the runway to be. Nguyên văn đấy các bạn, clear of snow. Okay, chúng ta phải đợi cái đường băng giải tỏa cái gì các bạn? Tuyết. Như vậy ở đây là các bạn biết chắc là câu nào rồi đó, đúng không các bạn? Như vậy sẽ là câu B. Ok, vì là ông xin lỗi vì trễ nè. Trễ là sao? Là vì phải đợi cho cái đường băng được cào tuyết cho sạch nè. Ok, dọn sạch tuyết gì đó nè. Ok, chúng ta nghe tiếp thử nha, vì sao hai câu kia sai ha. Or we could take off and get on our way. Yes, we had to wait so that we can took off and got on our way. Tức là phải đợi cho tuyến dọn tuyết sạch rồi thì mới bay cất cánh được và lên đường. Okay. We'll arrive in Manchester in about an hour.
Yes, và ông thông báo luôn là we will, ông dùng từ will, we, okay, arrive in Manchester. In Manchester, in about an hour. Một tiếng nữa là đến Manchester. And we're told the weather on the ground isn't good. Yes, và người ta nói với họ rằng là the weather, okay, on the ground, là thời tiết ở Manchester đó, isn't good. Okay, như vậy thời tiết tại Manchester là xấu, cụ thể như thế nào? There's heavy rain in the city. And we're... Yeah, bởi vì thời tiết xấu ở đây là heavy rain. Như vậy chắc chỗ này là Thu nghe được từ heavy rain này, mưa nặng hạt đó đúng không con? Mưa nặng hạt đó. Expecting strong winds at the airport as we land. Yes, mặc dù là họ đã expecting some strong wind at the airport at we land. Như vậy lúc họ đi thì ở sân bay gió rất là mạnh. Tuy nhiên gió mạnh này không phải là nguyên nhân để đi trễ, mà nguyên nhân đi trễ hoàn toàn là do tuyết. Okay. Còn heavy rain này là ở Manchester chứ không phải là nguyên nhân vì sao họ cất cánh trễ các bạn. Như vậy câu đúng là câu B các bạn ha. Câu B nha. Ok, rồi câu số 3. Cô mời bạn ở đây, cô có thấy bạn nào đưa cho cô câu hỏi một mớ đi nè. Cô mời bạn Thắng. Cô xin lỗi Thí, bạn này tên gì vậy? Thắng hay Thi con? Dạ Thắng thôi. À, Thắng. Ok, Thắng cho cô số 3 là câu A. Thắng có thể giải thích vì sao câu A không vậy Thắng? Dạ, bà kêu là bà đang muốn đăng ký học Shaolin nhưng mà không có lớp đó full rồi, nên là bà muốn hỏi là có thể đăng ký vào cái lớp đạp xe đạp quanh rừng được hay không ạ? Ok, nghe bạn Thắng giải thích rất rõ luôn. Như vậy để chúng ta kiểm tra lại ha. Như vậy là bà muốn cái sailing đúng không? Mà nó bị full, do đó đăng ký vào cái lớp cycling. Ok, bây giờ chúng ta nghe lại thì có đúng như là Thắng đã nghe không nhá. To book for the weekend. Hello, I'm just ringing to book an activity at your leisure center for the weekend. I was hoping to book a sailing lesson, but yeah, cô ta nói là I was hoping to book a sailing lesson. Và sau đó cô ta dùng chữ gì? But. Như vậy các bạn nghe sailing lesson, sailing rồi các bạn nghe chữ but là các bạn book đi cái sailing rồi, đúng không? Tôi hy vọng là có thể đặt chỗ để học cái việc đi chơi thuyền, nhưng mà but I understand from your website they're all full. Yeah, very good. Đúng như Thắng nói đúng không? Nhưng mà I could understand from your website they are full. Các bài học này, các lớp học này đã đầy rồi, đầy người rồi. So I'm wondering if there are any cycles available to hire instead. Yes, và cuối cùng bà ta mới quyết định. I'm wondering if there are any cycles available to hire instead. Tôi tự hỏi là không biết có cái xe đạp nào có sẵn để tôi thuê thay vì là đi sailing hay không. Ý là như thế. There's no information about those. I'd really like to join one of the group rides through the forest. Yeah, và bà ta nói là I really want to join one of the group rides, okay, through the forest. Đây là cái bà ấy muốn đi xe đạp và đi xuyên qua rừng, đi cùng với nhóm những người khác trong nhóm. I think I'd enjoy that more than the car racing I tried last time. Yes, và bà ta nói là I think I would enjoy that. Okay, that ở đây là mình hiểu rằng là cái việc đi xe đạp, okay, more than the car racing I tried last time. Như vậy lần trước bà ấy có đi đua xe rồi, tham gia cái hoạt động đua xe rồi, nhưng mà bà ta nghĩ là cái lần này đi xe đạp thì chắc là thú vị hơn. Okay, very good Thắng. Như vậy cái lựa chọn đúng sẽ là câu A, bà này đặt cái chỗ, đặt cái hoạt động đi xe đạp. Very good. Okay, bây giờ chúng ta sang câu số 4. Câu số 4. Để cô xem có bạn nào trả lời cho cô nữa nè. Ở trên này có bạn Tạ Chính hay con Nguyễn Tạ Chính. À, Chính cho cô câu số 4 là C. Chính có thể giải thích cho cô vì sao cô C? Dạ. Cái người làm bánh thì thường họ làm bánh về hương chanh, nhưng mà bạn cô này lúc đầu muốn làm bánh sô cô la, nhưng mà cái đợt trước có đặt rồi nên là đợt này cô sẽ đặt cái vị bánh chanh đấy cô. À, ok. Lần trước cái này chocolate lên rồi, do đó lần này quyết định là chắc. Thank you. Rồi mời các bạn nghe lại nha. Hey kid. I'm not sure. Four. How did you? Sure. Have you chosen a cake yet?
Yeah, cô này mới anh mới hỏi là have you chosen the cake yet? Đã chọn được chưa? Chọn cái bánh nào chưa? Not sure. Not sure. I guess you're having the lemon one. Okay. Cô này cũng mới nói là I cái cô gái á, cũng mới nói là I guess. Okay. You're having the lemon one. Tớ đoán là cậu sẽ ăn bánh chanh đúng không? How did you know? Because how did you know? You always do. Yeah, và cô ta nói là bởi vì là you always do. Cậu lúc nào mà chẳng ăn bánh chanh, bánh có vị chanh. I suppose I do. Yeah, và anh ta khẳng định luôn là I suppose I do. Yeah, tớ sẽ gọi món bánh chanh. So, what about you? I might try the one with the strawberries on. Okay, cô ta mới bắt đầu nói như thế này. I might, cô gái này nói là I might try the one with strawberry on. Okay, như vậy cô ta nói là tớ chắc tớ mua cái bánh mà có dâu, đúng không các bạn? You had that last time and you weren't keen on it, remember? Yes, và cái anh này mới nói là you he had that last time and you weren't keen on that, remember? Okay. Lần trước cậu cũng đã ăn rồi mà cậu có thích nó đâu. Tức là không bánh dâu. I'd go for the chocolate cake if I were you. Yes, và anh ta mới khuyên là I'd go for the chocolate cake if I were you. Nếu tớ là cậu thì tớ sẽ chọn cái bánh sô cô la. Như vậy là anh này khuyên cô này nên chọn cái bánh sô cô la đi. The chocolate one does look good. Yes, và cô ta nói là the chocolate one does looks good. Nhìn ngon đấy, cái bánh sô cô la ngon đấy. Might be a bit sweet though. Yeah, nhưng mà might be so sweet though. Nhưng mà có khả năng là nó ngọt quá. Oh, I think I'll have the same as you. Yeah, và cô ta cuối cùng quyết định. Lộn xộn chưa? I think I have the same with you. As you. Okay. Cuối cùng cô này quyết định chọn bánh gì? Như cái cậu đó. Mà cậu đó thì đã ăn bánh gì rồi? Ăn bánh chanh. Okay, như vậy cô này cuối cùng quyết định là chọn bánh y chang như cậu đó. Tức là câu C. Very good, chính. Okay, good. Now number 5. Như vậy mua bao nhiêu tiền thì mới được món quà? Món quà miễn phí. Không biết là ở đấy cô giải thích rồi ha. Okay, cô giải thích hết rồi các bạn ha. Rồi. Bạn khác cho cô đi, bạn khác cho cô cái câu trả lời xem nào. Cô mời bạn khác nào. Vô đây xem, cô mời bạn Phương Chi, Bùi Thị Phương Chi. Chi ơi, chi cho cô câu số 5 đi Chi. Dạ, chưa nghe được cô ạ. Hả? Chưa nghe được ạ. À, chưa nghe được hả? Ok, lần sau nha. Cao Văn Hải nào. Cao Văn Hải ơi, Hải cho cô câu số 5 nào Hải. Dạ, em nghe được câu số 5A cô ơi. Câu 5A, như vậy Hải có thể giải thích vì sao câu A không? Dạ, em nghe không rõ lắm. Ok, thank you. Ok, như vậy câu 5 Hải chọn là câu A. Bây giờ chúng ta nghe thử có phải là câu A hay không nha. Mời các bạn nghe. Offers for you today. Buy 6 bottles to get a free gift. Stacy Supermarket has some wonderful offers for you today. Dạ, cô quảng cáo đấy. Cái tên của cái siêu thị đó là Stacy Fruit Supermarket. Ok, have some special. Ok, special offers for you today. Hôm nay siêu thị của chúng tôi có những cái quà tặng hay là đề nghị rất là hấp dẫn. Như sao? Buy 6 bottles of Stacy's own fruit juice in any of our great tasting natural flavors. Yeah, đầu tiên là mua buy 6 bottles of fruit juice. Okay, đại loại vậy, nói chung là quảng cáo cái thương hiệu của họ đấy, là của chính họ sản xuất đấy, fruit juice. Okay. Với lại những cái natural flavor này cô cho các bạn rồi đấy, tức là trái cây và hương vị tự nhiên đấy, thì sẽ được với bao nhiêu giá bao nhiêu. And the price will be only $9.99. Yeah, và the price cho cái này là only $9.99.
Vậy mua 6 chai này thì giá chỉ có 9 đô 99 thôi. Bây giờ mình xem thì có quà tặng miễn phí hay không. That's a huge saving. Yes. Và cô ta kết luận là that is a huge saving. Ok, tức là mua 6 chai thì mới được giá như thế này. Và cô ta nói là ồ, tiết kiệm rất là nhiều tiền đấy. Nhưng cô ta không nói là có quà tặng hay không cho đến lúc này. And đây, câu lúc này thì câu A vẫn chưa đúng, đúng không các bạn? And we have a mystery present for all shoppers. To get yours, buy goods today with a total of at least 9... Ok, như vậy là cái câu này, tức là câu A đấy các bạn, 9 bảng 99 á, là không hề có được quà tặng, đúng không các bạn? Bởi vì chuẩn bị nói sang cái giá, cái thứ khác rồi. Vậy chúng ta sẽ phải nghe lại chỗ này. 9.99, that's a huge saving. And we have a mystery present for all shoppers. Ok, and... chỗ này hơi khó nghe rồi. And we have a mystery present for all shoppers. Okay, chúng tôi có một món quà bí ẩn dành cho người mua sắm. Ok, quà gì? Natural flavors. And the price will be only $9.99. That's a huge saving. And we have a mystery present for all shoppers. To get yours, buy goods today with a total of at least $19.99. Okay, bà ta nói là to get yours, buy food today at least $19.99. Okay. Shoppers. To get yours, buy goods today with a total of at least $19.99 and we will reward you. Yes, và khi bạn mua chừng đó thì we will reward you. Okay. Như vậy là chúng tôi có một món quà bí ẩn dành cho khách hàng mua sắm. Để lấy được món quà này, to get yours là để lấy được món quà này, các anh, các quý vị hãy mua thực phẩm ngày hôm nay với cái giá trị hóa đơn ít nhất là 19 bảng. Và chúng tôi sẽ thưởng cho các anh các chị. Như vậy câu trả lời đúng sẽ là câu B, đúng chưa các bạn? Đây là cái món quà này được thưởng này. Ok, và với hóa đơn chừng đó. Chúng ta nghe tiếp cái kia là nó nói cái gì. And take a look at our special party food. Yes, và cuối cùng họ mới nói có một cái special party food. Nó như thế nào? Buy everything for a birthday meal for six, including a cake for a... Yeah, buy everything for a birthday meal. Okay, including a cake. Có nghĩa là mua bất cứ một cái thực phẩm nào mà cho bữa tiệc sinh nhật cho 6 người, bao gồm cả cái bánh luôn. Giá đó bao gồm cả cái bánh luôn. Với giá bao nhiêu? Little as $29.99. Yeah, như vậy $29.99 này là giá của một cái bữa tiệc sinh nhật đó. Tuy nhiên không có nói món quà, chưa thấy nói món quà. Hết rồi, không có nói món quà. Như vậy chúng ta thống nhất là câu B thôi các bạn ha. Có món quà với cái giá tiền như thế này. That's okay. Rồi bây giờ chúng ta sang câu số 6. Cô mời bạn khác xem nào. Cô mời bạn Ngô Phương Linh đi con. Cô Phương Linh có không con ơi? Linh ơi? Dạ có con. Linh cho con câu trả lời đi. Câu số 6 con chọn cái nào? Dạ em nghe không rõ nhưng em chọn C. À nghe không rõ mình chọn C. Okay. Thank you Linh. Ok. Rồi chúng ta nghe lại thử có giống như, có đúng như là Linh chọn cũng như mời các bạn nghe lại này. Yes, we'd plan to go. Did you have a good... What did the family do on Sunday? Did you have a good day out on Sunday with the children? Yes, we'd planned to go and see the big fish at the Sea Life Center. Okay, đầu tiên ông nói là we planned to go to see the big fish at the Sea Life Center. Okay, tính đến cái trung tâm đó để xem con cá to, tức là đang nói tới câu B, đúng chưa các bạn? Which opened recently, and then go and see a film. Yes, rồi sau đó họ... đầu tiên là đi đến cái chỗ mà trung tâm đó để xem cái cá và then họ lên kế hoạch đấy, go to see a film. Như vậy đầu tiên là đi đến cái Sea Life Center rồi sau đó là đi xem phim, đó là cái kế hoạch của họ. We got to the Sea Life Center and it was so full. Yeah, và sau đó ông ta nói là
the Sea Life Center. Nhưng mà lúc đó nó như thế nào các bạn? So full. Okay, đã đến chỗ cái trung tâm đó nhưng mà đông quá. Đây, không còn chỗ nữa. We're told to come back an hour later. Yes, do đó ở đó họ mới kêu những người này là we were told to come back an hour later. Ở đó những người làm việc ở chỗ trung tâm đó yêu cầu họ là một tiếng sau hẳn quay lại. Xem thử họ có quay lại không? We did. We did. Họ có quay lại không các bạn? We did. We did. Có nghĩa là chúng tôi quay lại sau đó. Ok, một tiếng sau chúng tôi quay lại. And it was worth the wait. Yes, ok. Anh ta mới nói là nó worth a wait. Là xứng đáng để mà đợi. Đến chỗ đó xứng đáng mà đợi. Như vậy mình nghe được tới đây mà mình hiểu rồi thì mình chọn ngay câu nào các bạn? Câu B. Ok, họ đã đi đến chỗ cái trung tâm đó đúng không các bạn? Much more fun for the children than the art gallery we saw some weeks ago. Okay. Ông ta nói là cái chỗ này nó như thế nào? Vui hơn. Okay. Than the art gallery we saw a week ago. Như vậy đi đến chỗ cái trung tâm này thì vui hơn là cái art gallery mà chúng tôi đã đến tuần trước. Như vậy art gallery là thông tin gây nhiễu. Nó là cái chỗ mà họ đã đi đến tuần trước là sai hơn các bạn ha. Okay. Couldn't get to the cinema though. But... Yeah, và ông ta nói rõ đấy các bạn. Có điều là hơi... Chắc là các bạn không nghe được chữ couldn't. Couldn't get to the cinema though. Okay. Ôi, cuối cùng nhưng mà chúng tôi không đi được đến đặt phim. Như vậy đặt phim cũng sai, không có đi đến đặt phim, chỉ có đi đến trung tâm này thôi các bạn ha. Như vậy là chúng ta thống nhất ở đây là câu B. That's okay. Cô mời bạn tiếp theo. Cô mời bạn Nguyễn Thị Thơ con. Thơ có không? Thơ ơi. Dạ, em chọn đáp án B. Câu gì Thơ? Dạ, em chọn đáp án B ạ. B, ok. Theo có thể nói là vì sao B được không? Dạ, câu này em cũng nghe được ít, cô em đoán. À, em đoán thôi. Rồi bây giờ mời các bạn nghe lại nhé. Which program is on first? Good evening. It's 8 o'clock and time for tonight's news. There's something... Bây giờ là 8 giờ các bạn ha. Ông ấy nói it's 8 o'clock and it's for tonight's news. Okay. Good evening. It's 8 o'clock and time for tonight's news. There's something for all tastes coming up later on. Yeah, ông ấy nói là there's a something for on taste. Okay, coming up later on. Okay, ông nói là sau cái chương trình thời sự này thì sẽ có một vài thứ dành cho tất cả cái nhu cầu xem. Ok, tức là cái taste này là cái thị hiếu, cái nhu cầu riêng của mỗi người đấy. Họ sẽ chiếu là một số cái chương trình cho phù hợp với sở thích của nhiều người. Ok, ý ông nói vậy. If you're staying up late tonight then. Yeah, đầu tiên là if you stay up late tonight. Nếu mà quý vị thức khuya tối nay thì quý vị sẽ xem cái chương trình gì? Ron, if you're staying up late tonight, then you can catch a repeat of last Saturday's Come Dancing program. Ông vừa nói chương trình gì các bạn? Nghe được chữ gì? Chữ dancing, đúng không các bạn? Vậy nếu như tối nay mà thức khuya thì sẽ xem được cái gọi là repeat of. Ok, ông nói linh tinh vài thứ nhưng mà chủ yếu là cái chương trình đó là chương trình khiêu vũ. Okay. Các bạn sẽ xem sự chiếu lại, việc chiếu cái chương trình dancing này được chiếu lại. Như vậy là cái chương trình này là trễ. Ok, như vậy chắc chắn là có chương trình nào trước đó nữa rồi, thế nên mình phải nghe tiếp chứ chưa chắc nó là mình chọn được, đúng không các bạn? If you don't have the energy for that. Yes, và sau đó ông ta nói là if you don't have energy for that. Ok, nếu như bạn không có đủ năng lượng cho cái chương trình này, có nghĩa là không thể thức khuya đến mức đó. Như vậy là mình bỏ luôn câu A đi các bạn ha. Câu A chắc chắn là trễ hơn cái câu mà cái chương trình ông ta chuẩn bị nói rồi. Then stay on this channel for quiz challenge with teams from Manchester and... Ok, do đó ông nói nếu như mà không có cái năng lượng thì stay on this channel for a challenge. Okay, challenge from teams
of Manchester gì đó. Ok, như vậy mình nghe chừng này thôi là mình đã biết họ đang nói, ổng đang nói tới cái nào, cái B đúng không các bạn, đang ở xem cái chương trình mà có hai đội và có một cái sự thách thức gì đó cho hai đội gì đó, đội này thách đội kia hay cái gì đại khái vậy, tức là hình B. Như vậy chắc chắn là B phải xảy ra trước trước A rồi. Câu hỏi của mình là chương trình nào đầu tiên, như vậy câu A là mình đọt bỏ rồi đó các bạn, ít ra thì bây giờ là mình có B sớm hơn A ha. And Oxford competing in the final. Yeah, hai đội là Manchester với Oxford competing. Okay, in the final. Hồi nãy chắc cô quên cho các bạn cái từ này. Trong trận chung kết. Như vậy có hai đội đấu với nhau trong trận chung kết. Before that, how? Okay, giờ nói rõ luôn. Before that là before cái thằng nào? Before hai đội này đấu với nhau. Như vậy đến lúc này thì chắc chắn rồi là mình sẽ chọn thằng C, đúng chưa các bạn? Before that có chuyện gì nè? Chúng ta nghe nè. In the final. Before that, however, you can watch Lucas Wilson preparing some traditional Polish dishes. Yeah, you can watch Lucas Wilson preparing some traditional Polish dishes. Okay. Trước đó thì các bạn sẽ nghe một cái tên đầu bếp là nấu một số món ăn của Ba Lan, truyền thống của Ba Lan. Như vậy câu đúng sẽ là câu C. Được chưa các bạn? Thì that's okay. Okay, thank you. Luân. Okay, Luân đúng được một câu hả con? Okay, good. Any questions? Do you have any questions? Khó đúng không các bạn? Khó thì mình phải luyện tập, đặc biệt là các bạn, bạn phải học thêm từ nha. Vì mình thiếu từ quá là mình nghe không được đâu các bạn. Nghe và đọc mà không có từ là khó đấy. Quá khó. Okay, thì chúng ta phải luyện thêm thôi các bạn. Trình độ B1 đâu phải. Câu 5 là đáp án nào hả con Thu? Câu 5 đây. Câu 5 đi con, câu B con. Bây giờ con đi đâu à? 5 câu B nha. Ok. Rồi, bây giờ nếu như các bạn không có cái câu hỏi nào thì chúng ta sang phần số 2. Cô sẽ giới thiệu với các bạn phần số 2 của cái đề thi của các bạn nha. Trong phần 2, các bạn sẽ nghe 6 câu hỏi. Nó gọi là multiple choice question. 6 câu hỏi có nhiều lựa chọn. Ok. Mỗi câu là có 3 lựa chọn. Và 6 câu hỏi này nó là hoàn toàn khác nhau. Nó không có liên quan gì đến nhau. Và cái mức độ khó của nó là khó hơn cái thằng đầu tiên. Bởi vì nó không có hình, khó chịu. Chỉ có chữ không à. Okay. Mức độ khó nó khó hơn và nó dùng nhiều cái cụm từ hơi khó nghe, thỉnh thoảng như vậy. Ok. Và với câu hỏi này thì cũng y chang như cái phần 1 các bạn ạ. Là các bạn cũng phải gặp dưới từ khóa, tức là hồi nãy cô hướng dẫn cho các bạn ở phần 1 ấy, gặp dưới từ khóa này. Rồi quan trọng là có hai cái khi các bạn gặp dưới thôi cô nói lại luôn nha. Tức là chúng ta sẽ không có thời gian để đọc câu hỏi. Không có thời gian để đọc câu hỏi. Ok. Rồi, trong một câu hỏi á thì nó bao gồm hai phần như sau. Phần thứ nhất là cái chủ đề của cái đoạn hội thoại đó. Thường là ở đây là 6 cái đoạn hội thoại các bạn, 6 đoạn hội thoại khác nhau. Cái chủ đề này nó nằm ở trong cái câu đầu tiên. Do đó khi các bạn đọc cái câu hỏi này á, thì phần đầu tiên các bạn nên khoanh tròn cái chủ đề để biết rằng là họ chuẩn bị họ nói đến cái gì. Phần thứ hai trong câu hỏi là phần câu hỏi. Phần câu hỏi thì các bạn làm gì? Phần thứ hai là phần question. Trong cái phần câu hỏi thì các bạn cũng làm giống như lại cô nói là gì? Underline the keywords trong câu hỏi để hiểu rằng là người ta hỏi cái gì, đúng không các bạn? Ok. Rồi sau đó các bạn cũng nhìn, sau đó các bạn bắt đầu nhìn vào ba cái lựa chọn. Nhìn vào cái lựa chọn đáp án ABC đấy. Ok, xem thử là mình có hiểu các câu nói, các cái lựa chọn đó không? Ok, rồi sau khi mình đã nhìn rồi, người ta cho ít thời gian lắm các bạn, do đó mình phải luyện và phải hiểu, phải biết từ vựng nhiều đấy, tức là mình đọc rồi mình nhìn được, mình biết là người ta hỏi cái gì và các câu trả lời nghĩa là gì. Chứ còn mà họ cho thời gian, khi cô đang phân tích với các bạn đây rất là lâu này, nhưng mà khi mà mình làm, mình phải có cái lượng từ vựng vừa đủ với cái trình độ này thì mình mới đọc nhanh được mấy cái này. Ok. Sau đó mình nhìn vào ba cái lựa chọn và mình đọc để hiểu thử những cái lựa chọn đó là gì. Nếu được có thời gian thì các bạn cũng underline the keywords trong cái ba cái lựa chọn này ha, để nắm hiểu được cái lựa chọn nó nói gì. Rồi sau đó chúng ta cũng nghe hai lần, một câu cũng nói hai lần,
Và lưu ý là hoàn toàn ở đây giống như hồi nãy cô nói là chúng ta phải nghe những cái gọi là synonyms, tức là từ đồng nghĩa, và để ý những cái gọi là distractors, giống như câu phần 1 vậy đó các bạn. Người ta gây nhiễu ghê gớm lắm. Ok, do đó nếu mà mình chỉ nghe từ khóa không thì là cái khả năng trúng nó rất là ít. Ok. Rồi bây giờ cô mời các bạn nhìn vào từng câu một ở đây. Cô mời các bạn nhìn vào câu số 8. Câu hỏi số 8. Trong câu hỏi số 8 ở đây, các bạn đọc và các bạn cho cô biết thử là cái topic ở đây là gì. Cái topic là new clothes shop, đúng không các bạn? Ok, cửa hàng quần áo mới. Rồi bây giờ cái câu hỏi là gì? Câu hỏi là what? Cái gì nữa? Girl say, ý cô gái này là gì, đúng không? Về cái cửa hàng đó. Ở trong câu A thì những từ chúng ta cần quan trọng là chúng ta có chữ staff helpful. Câu A thì mình để ý cho cô cái chữ staff helpful, tức là nhân viên ở đó rất là hỗ trợ người khách hàng. Nhân viên ở đó hỗ trợ khách hàng rất là nhiều. Ok, staff helpful. Câu B thì ở đây mình có only là quan trọng, đúng không các bạn? Only has. Có cái gì? Latest fashion. Ok, là chỉ có cái những cái thời trang mới nhất, tức là không có hàng cũ. Ok. C, chúng ta có prices. Prices là giá cả. Thì nó như thế nào? Reduce, được giảm giá. At the moment, hiện nay giá cả đang được giảm giá. Như vậy tí nữa mình nghe thử là cái nào là đúng ha. Rồi mời các bạn nhìn sang câu số 9. Chủ đề ở đây là Pop Bank Website, tức là trang web của một ban nhạc pop, là chủ đề hai người này sẽ nói chuyện với nhau. Rồi câu hỏi, những từ nào quan trọng trong câu hỏi? Thứ nhất là từ they, cả hai người đấy các bạn. Ok, they think, họ cho rằng cái gì? Họ cho rằng là site, ok, would be better, cái website này sẽ tốt hơn nếu như nó mang một trong những cái ý như sau. Vậy câu này bắt buộc là cả hai người đều phải cùng suy nghĩ hết các bạn ha. Nếu như một người suy nghĩ như thế nhưng mà người kia không suy nghĩ như thế thì là mình không chọn nha. Thứ nhất là information. Thứ nhất là cái information, thông tin nó như thế nào các bạn? Up to date có nghĩa là mới. Ok, nó cập nhật thông tin. Ok. B là gì? Easier to buy concert ticket. Có nghĩa là cái trang web này sẽ tốt hơn nếu như tạo điều kiện cho người ta mua vé xem ca nhạc. Ok. Rồi, câu C là cái trang web này sẽ tốt hơn nếu như thành viên của cái ban nhạc đó như thế nào? Answer the messages. Trả lời những cái thông tin của người hâm mộ chẳng hạn. Cô xin lỗi một tí, nãy cô quên cho các bạn từ vựng của câu số 8 này. Cô cho các bạn từ vựng của câu số 8 nha. Quay lại câu số 8 một tí các bạn. Trong câu số 8 các bạn sẽ nghe một số từ như sau. Từ logo. Logo là cái gì các bạn? Một cái hình đại diện cho một cái tổ cơ quan, tổ chức, công ty vân vân, đúng không các bạn? Là logo. Gọi là một cái gì nhỉ? Ví dụ trường đại học Đà Lạt mình có cái logo là cái tháp ấy, ví dụ vậy. Ok, cái đó gọi là cái logo. Rồi các bạn sẽ nghe cái cụm từ là a couple of, là nó có hai nghĩa các bạn ha. A couple of có nghĩa là một vài hoặc là một hai cái. A couple of vừa có nghĩa là hai cái hoặc vừa có nghĩa là một vài cái. Top, nói về quần áo là cái áo, thường là áo của nữ mặc ở trên ấy, gọi là top. Trousers là quần, luôn luôn ở số nhiều. Assistant, ở trong bài này cái chữ assistant nghĩ bình thường là người hỗ trợ, người giúp đỡ, nhưng mà trong bài thì là người bán hàng đấy các bạn, người bán hàng. Suit, động từ, phù hợp. Size, kích cỡ. Cool,
Cool là tuyệt vời. Cool là tuyệt vời. Okay. Fashionable. Hợp thời trang. Hợp thời trang. Đây là những cái từ mà các bạn sẽ nghe trong cái câu số 8. Kịp không các bạn? À, Yến hỏi lại câu số mấy con? Câu số 3. Ok. À, hỏi là cái hoạt động nào mà ta muốn đặt. Nhưng mà bà đã muốn đặt cái ceiling rồi nhưng mà nó full nên bà hiểu như thế, thành ra bây giờ cuối cùng bà chốt trong cái câu cuối cùng của bà là làm ơn xác nhận là đặt cái chỗ cycling con ạ. Quay trở lại câu số 5 trên kia xem nào. À câu số 3 chứ nhỉ. Đây nha, bà ta nói là tôi hy vọng là tôi có thể đặt được. Nhưng mà tôi hiểu trên cái website của các anh là nó full. Như vậy cái này là cái bà ta hy vọng. Do đó bà ta mới nói là thay vì thế là không biết có cái cycling nào hay không, có cái cycle nào hay không, vì tôi muốn làm cái việc này. Ok. Đấy, vậy thôi con. Rồi bà hy vọng là bà đặt, nhưng mà bà đọc trên website bà biết rằng là nó full rồi. Thành ra là bây giờ bà chỉ muốn đặt cái này thôi. Bà yêu cầu bên kia gọi điện ring me để xác nhận. Ok Yến, được chưa con ha? Rồi. Rồi tiếp theo câu số 9 nha. Câu số 9 cô cho các bạn một số từ nha. À, cái từ đầu tiên trong câu số 9 các bạn sẽ nghe được từ give up, từ bỏ. Give up, từ bỏ. Tính từ confusing. Confusing là làm cho người ta khó hiểu, bối rối. Làm cho người ta không hiểu, bối rối, confusing. Tiếp theo, helpline. Khi mà mình sử dụng một cái dịch vụ gì đó, người ta hay quảng cáo một cái helpline, tức là đường dây nóng hay đường dây hỗ trợ đấy, đường dây hỗ trợ, số điện thoại hỗ trợ, helpline. Simple là đơn giản, và trong bài các bạn sẽ nghe nó ở dạng so sánh hơn, là simpler là đơn giản hơn. Các bạn sẽ nghe cái từ otherwise là nếu không thì, nếu không cái phía trước thì sẽ có cái phía sau. Phía sau gì otherwise đấy. Động từ post, bây giờ các bạn nào hầu như cũng biết động từ này. Đăng thông tin lên trên mạng. Danh từ reply. Reply là sự trả lời. Và fan là người hâm mộ trong cái ngữ cảnh này. Ok. Như vậy đó là một số từ của câu số 9 các bạn ha. Rồi bây giờ cô mời các bạn nhìn sang câu số 10. Topic của chúng ta là gì? Topic của chúng ta là an art competition she's won. Như vậy chủ đề của cái đoạn hội thoại này là một cuộc thi vẽ mà cô này đã đạt giải. Ok. Câu hỏi là how does she feel about it? Cô này cảm thấy về cuộc thi đó như thế nào? Cô này có cảm nghĩ gì về cuộc thi? Thứ nhất là upset, bực bội, bực mình. Bực mình vì sao? Vì cái prize là cái giải thưởng nó như thế nào? Not, ok, giải thưởng nó not valuable, nó không có giá trị gì cả. Giải thưởng chẳng có giá trị gì cả. Vì là cô ấy bực mình. Mình nghe thử có đúng như vậy không? Câu B, excited là rất là phấn khích. Vì sao? Vì những cái judges là những cái vị giám khảo, họ như thế nào? Họ like, ok, like her picture. Họ thích những cái bức tranh của cô ấy nên cô rất phấn khích. Thứ ba, C là disappointed. Disappointed, ok, rất là bực, thất vọng. Thất vọng vì chuyện gì ở đây? Là she can't use the prize. Như vậy là giải thưởng là có, nhưng cô ta thất vọng vì cô ta không dùng giải thưởng được ở trong câu C. Rồi bây giờ trong câu số 10, các bạn sẽ nghe một số cái từ và cụm từ như win first prize là đạt giải, giải nhất.
entrance. Entrance là vé vào cổng. Vé vào cổng. Cái nghĩa bình thường của nó là lối vào đấy các bạn. Nhưng mà trong cái bài này nó có nghĩa là lối vé vào cổng. Vé vào cổng của những cái nơi mà mình đi tham quan đấy, gọi là entrance. Ok. Chúng ta có nghe sẽ nghe cái cụm từ là get time off work. Get time off work có nghĩa là nghỉ việc, có thời gian nghỉ việc. Ok. Get time off work có nghĩa là nghỉ, nghỉ làm, xin lỗi, nghỉ làm. Có nghĩa là mình nghỉ làm, xin phép nghỉ để mà đi đâu hay là làm gì một thời gian mà không đến cơ quan ấy, sau đó vẫn quay lại làm việc đó chứ không phải nghỉ luôn. Ok, nó gọi là nghỉ làm. Có thời gian để nghỉ làm, get time off work. Rồi chúng ta có động từ miss. Bỏ lỡ. Bỏ lỡ. A chance. Chance. Cái cơ hội. Cơ hội. Ok. Đây là những cái từ mà cô nghĩ các bạn cần khi nghe cho cái bài số 10, à câu số 10. Bây giờ chúng ta sang câu 11. Cái topic của câu 11 là gì các bạn nhỉ? The girls or the girls flat me. Ok, tức là cái người cùng phòng với cái cô gái này. Đúng chưa các bạn? Rồi. Câu hỏi, từ khóa trong câu hỏi, the girl thinks. Girl thinks. The girl thinks, cô này suy nghĩ gì? Her flatmate. Ok. Cho rằng cái người cùng phòng với cô ấy có ba thứ như sau, một trong ba thứ như sau. Thứ nhất, too untidy. Untidy là quá bừa bãi, không gọn gàng. Too untidy là quá bừa bãi, không gọn gàng. Ok. Cái thứ tiếp theo, talks too much. Nó nhiều quá. Nó nhiều quá. Và cuối cùng là plays music too loud. Nói to, à xin lỗi, chơi mở nhạc to quá. Như vậy tí nữa mình sẽ nghe và xem thử là thật sự là cái cô bạn cùng phòng đó cổ bị mắc cái nào trong ba cái thứ ở trên và làm cho cái cô gái mà nói chuyện ấy là không có hài lòng. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một số cái từ ở trong đoạn đó như sau. Thứ nhất là dry, rồi sau đó là somebody á, mình thay thế somebody là ai đó. Ok, crazy có nghĩa là làm cho ai đó phát điên lên. Khi các bạn muốn nói trời ơi, nó làm cho tớ phát điên lên thì mình sẽ nói là he's driving me crazy. Anh ta làm tớ phát điên. Ok, tức là làm cho mình bực mình đấy. Rồi, các bạn sẽ nghe cái từ là do on the talking. Do on the talking là một mình nói. Ok, ví dụ cô nói là I do on the talking, có nghĩa là cô toàn bộ. Nãy giờ đúng là cô do on the talking để các bạn, cô nói các bạn có trả lời mấy đâu hả? Do on the talking có nghĩa là một mình tớ là nói toàn bộ hết, không có ai nói hết. Ok, do on the talking có nghĩa là như thế đấy các bạn. Rồi tiếp theo, các bạn sẽ nghe từ annoying. Annoying có nghĩa là làm cho người khác bực mình. Làm cho người khác bực mình. Sao từ từ đi, nó xéo vậy không biết. Chạy qua cái format gì không biết. Ok, pick up things. Pick up things là dọn dẹp đồ. Dọn dẹp đồ, pick up things. Tự nhiên đi xéo vậy không biết. Ok, rồi. Not mind, động từ cụm động từ not mind là không quan tâm, không phiền gì đến mình, không quan tâm, không phiền, không quan tâm. Concentrate là tập trung, tập trung. Đây là một số từ mà các bạn sẽ nghe ở trong cái câu số 11. Bây giờ cô mời các bạn mở sang câu số 12 nhé. Câu số 12. Trong câu 12 này thì mình có cái topic là gì các bạn? Football match, trận bóng đá. Câu hỏi quan trọng là gì? Thứ nhất là they agree. Họ đồng ý chuyện gì? The team lost. Ok, because, những cái từ quan trọng. Họ đồng ý là cái đội của họ bị thua là vì một trong ba lý do dưới đây. Lý do đầu tiên, players. Ok, gì các bạn? Not confident enough. Như vậy, lý do đầu tiên là các cầu thủ đã không tự tin. Không tin vào chính mình, không tự tin.
Cái thứ hai là miss some key players. Họ thua là vì những cầu thủ quan trọng không có tham gia trận đấu. Cái lý do thứ ba vì sao họ thua là vì cái players này đã not do the right training, đã không có luyện tập đầy đủ, không tập luyện đầy đủ trước trận đấu nên thua. Tí nữa mình sẽ nghe thực sự là lý do nào. Trong cái bài này các bạn sẽ nghe cái một trong những cái từ đó là believe, tin tưởng. Believe, động từ tin tưởng. Ok. Và chúng ta có từ ability. Ability danh từ là khả năng. Khả năng. Rồi chúng ta sẽ nghe từ guy. Guy ở đây người ta dùng để nói chung là chỉ về những cái người khác. Và trong trường hợp này guy đây là những cái cầu thủ, players đấy các bạn. Khi người ta dùng văn nói người ta dùng từ guy. Injury. Injury là bị thương. Bị thương. Bị thương. Effort, một từ các bạn sẽ nghe đấy là effort. Effort là cái nỗ lực, sự cố gắng, nỗ lực. Training program. Training program là chương trình tập luyện. Chương trình tập luyện. Benefit là cái lợi, những cái điểm lợi, những cái thuận lợi, những cái quyền lợi nói chung. Benefit. Ok. Đó là một số từ mà các bạn sẽ nghe trong câu 12. Bây giờ chúng ta sang câu 13. Trong câu 13 chúng ta sẽ thấy rằng, nếu chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy rằng cái topic là cái tennis match. Tennis match. Ok. Đấy, they play. Họ nói về cái trận đấu quần vợt mà họ đã chơi với nhau. Rồi bây giờ trong cái từ khóa trong câu hỏi là boy one girl. Cái cậu con trai muốn cô gái cái gì? Cái thứ nhất, help him get fitter. Cậu này muốn cái cô này giúp cho cậu ấy khỏe mạnh hơn, có sức khỏe hơn. Ok. Cái thứ hai là practice with him more often, là luyện tập với anh ta nhiều hơn. Và cuối cùng là enter more competition with her, with him. Anh này muốn cô này là cùng đi thi đấu với anh ấy nhiều nhiều hơn nữa. Ok, như vậy đây là một đây là ba cái ý mà tí nữa chúng ta sẽ nghe và xem thử là cậu này muốn cô ấy cái nào trong ba ý trên. Có một số cái từ mà chúng ta cần để ý trong cái câu số 13 là từ rubbish. Rubbish là rác rưởi, nghĩa bình thường là rác rưởi hay là rác. Nhưng mà trong câu các bạn sẽ nghe là I was rubbish. Không có nghĩa là rác rưởi đâu, mà nó mang nghĩa là chơi dở đấy. I was rubbish, tức là tớ chơi dở lắm. Cái từ mà các bạn sẽ nghe là PT. PT là, nó là một danh từ. Và nó thường dùng như là it's a pity that, it's a pity that. Ok, thật đáng tiếc là. Ok, nhưng mà trong bài các bạn lại nghe PT. Rồi sau là cái câu nói ở phía sau luôn. Vì văn nói mà người ta cắt chủ ngữ động từ đi hết trơn. Động từ improve là cải thiện, nâng cao. Fitness. Ok, là sức khỏe. Fitness, sức khỏe. Sự khỏe mạnh hay là sức khỏe thể chất là fitness. Run all over the court. Trong bài các bạn sẽ nghe run all over the court. Court là cái sân chơi tennis. Ok, run all over the court có nghĩa là chạy khắp cả sân luôn. Chạy khắp cả sân. Attack là tấn công. Attack là tấn công. Ok. Athlete là danh từ chỉ về vận động viên, thường là vận động viên điền kinh, người mà tham gia những trò chơi như là chạy, nhảy, vân vân. Và chúng ta có một cụm động từ nữa là be in a good shape. Be in a good shape có nghĩa là có cơ thể khỏe mạnh, có cơ thể mạnh khỏe. Ok. Rồi, như vậy là những cái từ và những cái chúng ta vừa phân tích xong, và cô đã cho các bạn từ vựng của cái phần này. Phần số 2, các bạn có thắc mắc gì không trước khi chúng ta nghe? Các em có muốn thắc mắc gì không các em? Dạ không cô. Ok, bây giờ chúng ta nghe ha. Cũng hơi mệt mỏi nhưng mà cố gắng tí nha các bạn. Hôm nay mình sẽ học hơi hơi trễ một chút bởi vì chúng ta có tới 3 phần nghe, thành ra các bạn chịu khó một tí nha. Rồi bây giờ cô bạn mời các bạn nghe nha.
Now look at part two. For each question, choose the correct answer. 8. You will hear two friends talking about a new clothes shop. I see you've been to that new clothes store in the shopping centre. Oh, you saw the logo on these bags. Yes, it's really popular. I got a couple of tops and some trousers. Who did you go with? On my own, but the assistants were nice, telling me whether things suited me or not, and getting me to try different sizes. The coolest, most fashionable stuff has already gone, but I was glad I found things I liked that didn't cost too much. They weren't expensive compared to some things there. I'd better tell my sister to get down there. Now listen again. I see you've been to that new clothes store in the shopping centre. Oh, you saw the logo on these bags. Yes, it's really popular. I got a couple of tops and some trousers. Who did you go with? On my own, but the assistants were nice, telling me whether things suited me or not, and getting me to try different sizes. The coolest, most fashionable stuff has already gone, but I was glad I found things I liked that didn't cost too much. They weren't expensive compared to some things there. I'd better tell my sister to get down there. Nine. You will hear two friends talking about a pop band's website. I've got tickets for the Blue Angels concert on Saturday. Would you like to go? Yes, great. How did you get them? From their website. I tried to do that once, but I had to give up. It wouldn't let me pay for some reason. Yeah, it's confusing. I had to phone the helpline. They showed me how to do it. They should just make it simpler. Otherwise, I've no problem with the website. It posts new stories about the band members nearly every day. Yeah, and some of the replies to fans from the two guitar players are really funny. Now listen again. I've got tickets for the Blue Angels concert on Saturday. Would you like to go? Yes, great. How did you get them? From their website. I tried to do that once, but I had to give up. It wouldn't let me pay for some reason. Yeah, it's confusing. I had to phone the helpline. They showed me how to do it. They should just make it simpler. Otherwise, I've no problem with the website. It posts new stories about the band members nearly every day. Yeah. And some of the replies to fans from the two guitar players are really funny. Ten. You will hear a woman telling a friend about an art competition she's won. You'll never guess, I've won first prize in that art competition I went in for. Wow, congratulations. What's the prize? A weekend in New York with free entrance to all the art galleries there. That's fantastic. I know, but I have to go before the end of the month and I can't get the time off work. Oh no. Yes, I can't believe I have to miss such a great chance. At least you know the judges thought highly of your work. I suppose so, but it wasn't one of my best pictures. Now listen again. You'll never guess, I've won first prize in that art competition I went in for. Wow, congratulations. What's the prize? A weekend in New York with free entrance to all the art galleries there. That's fantastic. I know, but I have to go before the end of the month and I can't get the time off work. Oh no. Yes, I can't believe I have to miss such a great chance. At least you know the judges thought highly of your work. I suppose so, but it wasn't one of my best pictures. Eleven. You will hear two friends talking about the girl's flatmate. My flatmate's driving me crazy. I can't believe that. She's so shy. Yes. Never says a word. I do all the talking. I've nothing to complain about there. She has her music a bit loud. I can see that'd be annoying when you're trying to study. Actually,
It's the way she never picks anything up that bothers me. Her stuff is all over the living room and bathroom, as well as her bedroom. Her music helps me concentrate, so I don't mind that. You should speak to her. Now listen again. My flatmate's driving me crazy. I can't believe that. She's so shy. Yes. Never says a word. I do all the talking. I've nothing to complain about there. She has her music a bit loud. I can see that'd be annoying when you're trying to study. Actually, it's the way she never picks anything up that bothers me. Her stuff is all over the living room and bathroom, as well as her bedroom. Her music helps me concentrate, so I don't mind that. You should speak to her. You will hear two friends talking about a football match. Not a great day for our team. Well, they didn't win. But actually, considering how many guys couldn't play because of injury, they didn't do so badly. They played well, actually. I heard they're putting more effort into their training programme, and we're beginning to see the benefits of that. That's right. I think the main trouble they had tonight is that they just don't believe enough in their own ability. Yeah. Now listen again. Not a great day for our team. Well, they didn't win. But actually, considering how many guys couldn't play because of injury, they didn't do so badly. They played well, actually. I heard they're putting more effort into their training programme, and we're beginning to see the benefits of that. That's right. I think the main trouble they had tonight is that they just don't believe enough in their own ability. Yeah. You will hear two friends talking about a tennis match they played. Pity we didn't win, but we played quite well. You played well. I was rubbish. I need to practice a lot harder. It's difficult to find a time when we're both free for more practice. I know. And I must improve my fitness first. You can run all over the court and attack every ball. I'm not a good athlete like you. How do you do it? Well, I go to the gym 4 times a week. That's what I need. Can I come with you? I want to be in really good shape for our next competition. Sure. Now listen again. Pity we didn't win, but we played quite well. You played well. I was rubbish. I need to practice a lot harder. It's difficult to find a time when we're both free for more practice. I know. And I must improve my fitness first. You can run all over the court and attack every ball. I'm not a good athlete like you. How do you do it? Well, I go to the gym 4 times a week. That's what I need. Can I come with you? I want to be in really good shape for our next competition. Sure. That is the end of part 2. That's okay. Khó hơn phần 1 đúng không các bạn? Khó hơn phần 1 đúng không? Ok, giờ cô sửa nha, cô sửa nha. Câu số 8, cô mời bạn nào đó cho cô một câu trả lời xem nào. Câu số 8, con chọn câu nào vậy? Nguyễn Trân hả con? Nguyễn Trân, luôn rất là nhiệt tình, luôn cho cô B. Rồi thôi cô lấy câu B của Luân trước đi ha. Trân cũng B luôn hả? Giỏi vậy. Thì là giống nhau, hai bạn này giống nhau. Rồi bây giờ chúng ta xem thử nè, câu B. Giờ chúng ta nghe thử có đúng là câu B không nha. Mời các bạn nghe nha. It's talking about a new clothes shop. I see you've been to that new clothes store in the shopping center. Oh. Yeah, and another. I see you had been to that new sports clothes centers in new sports shop in the shopping center. Gì đó.
Đại khái là tớ thấy cậu đã đi đến chỗ cửa hàng bán quần áo mới đó rồi. Oh, you saw the logo on these bags. Yes, it's really popular. I got a couple of tops and some trousers. Yeah, như vậy cô ta đã đến đó và cô ta nói là cô ta đã got a couple of tops and trousers. Đến đó và đã mua được những cái thứ này rồi. Một số cái áo và quần. Who did you go with? Yeah, who did you go with? My own. But on my own, đi một mình thôi. The assistants were nice. Yeah, và cô ta nói là the assistants were nice. Những người bán hàng rất là dễ thương. Telling me whether things suited me or not. Yeah. Telling me whether okay, the things okay, suited me or not. Tức là những người bán hàng á nói cho cô ấy biết là mấy cái thứ mà cô ấy mua đấy, quần áo mua đấy có phù hợp với cô hay không. And getting me to try different sizes. Yeah, và họ còn getting me to try different sizes. Và họ còn giúp đỡ cô này làm gì nữa? Thử các kích cỡ khác nhau. Ok. Như vậy đây là cái mà cô ta nói về cái cửa hàng đó, đúng không các bạn? Đây. Như vậy theo các bạn cái ý này nó tương tự với ý nào trong ba ABC? Nó sẽ tương tự với lại là ý A, đúng không các bạn? Những người nhân viên ở đó rất là nhiệt tình giúp đỡ, right? Chúng ta nghe tiếp này. The coolest, most fashionable stuff has already gone. Yes, cô ta mới nói là cái ý tiếp theo cô ta nói là the coolest. Okay. Fashionable. Stuff have already gone. Ý là những cái mặt hàng mà nó như thế nào các bạn? Tuyệt vời nhất và nó hợp thời trang á, tuyệt vời nhất thì đã bán hết rồi. Như vậy thì cái câu B là câu sai. Câu B là chỉ có những cái mặt hàng thời trang mới nhất thôi, không có. Cô ta nói là những cái mặt hàng thời trang mới nhất bán hết rồi. But I was glad I found things I liked that didn't cost too much. Yeah. Nhưng mà cô ta mặc dù là không có cái hàng thời trang mới nhưng mà cô ta cũng mua được những cái thứ mà cô ta thích. Ok, và thứ hai nữa là nó không có giá, không có mắc. They weren't expensive compared to some things there. Yes, và cô ta nói những cái thứ cô ta mua nó chỉ thế nào? Weren't expensive. Ok, expensive compared to ok, như vậy là ý cô ta nói là nó không có đắt so với những cái chỗ khác hay nơi khác gì đó. Như vậy câu này là có vẻ giống như là câu C nhưng mà thực sự không phải câu C ha. Còn cái chỗ này câu B là sai. Ok. Và đúng là sẽ là câu A. Thì that's okay. Now we move to number 9. Number 9. Ok, thank you, Chính. Very good, Chính. You have the right answer. Number 9, cô mời bạn Trần Đình Quang con. Trần Đình Quang có ở đây không? Trần Đình Quang chọn câu gì đó Quang ơi? Quang có ở đây không? Quang ơi. Có ở đây không? Dạ alo ạ, em chọn câu A. Ok, Quang có thể giải thích vì sao không đó? Dạ nãy em chỉ nghe được sơ sơ thôi cô. Ok, thank you. Và bây giờ chúng ta thank you Quang. Mời các bạn nghe lại câu số 9. You tell me. I found things I liked that didn't cost website. I've got tickets for the Blue Angels concert on Saturday. Would you like to go? Yes, great. Yeah, như vậy cái cậu này cậu có vé cho cái ban nhạc đó. Ok, cậu có cái mua được vé cho cái ban nhạc đó và hỏi cô này có muốn đi không? How did you get them? Yeah, và cô này cũng mới hỏi là how did you get them? Làm sao mà cậu mua được nó hay vậy? Làm sao mua vé được hay vậy? On their website. How did you get? You like to go? Yes, great. How did you get them? From their website. Yeah, anh này mới nói là mua nó từ website. Mua từ cái trang web, mua được ở trên trang web. I tried to do that once, but I had to give up. Yeah, okay. Và cô gái này mới nói như thế sau. Như sau. I tried to do that once. Okay. But I gave up.
Tớ cũng thử mua vé ở trên mạng, trang mạng, trang web của họ, nhưng mà tớ từ bỏ. Tớ bỏ không mua được visa. It wouldn't let me pay for some reason. Yes, bởi vì lý do là ok, cái trang web á wouldn't let me pay for some reason. Không biết vì sao mà nó không cho tớ trả tiền ở trên mạng. Okay. It's Yeah, và anh này cũng đồng ý là it's confusing, đúng rồi, nó làm cho mình rất là bối rối, lúng túng. Ok. I had to phone the helpline. They Yeah, và cuối cùng anh này mới nói là I have to phone the helpline. Cuối cùng là phải gọi đường dây hỗ trợ mới mua được vé. Rồi như vậy cả hai người này cùng một ý này các bạn, đúng không? Cả hai cùng một ý này. Thứ nhất cô này nói là cô mua trên mạng vì nó không cho cô mới mua, không cho trả tiền thì nó cô ấy từ bỏ. Còn anh này nói là đúng chính xác, nó rất là rối, làm cho mình rối. Như vậy câu này thì nó na ná như ý nào các bạn? Cái the site này would be better, cái là would be better tức là cái trang mạng này nó sẽ tốt hơn nếu như mua vé dễ dễ hơn, đúng không các bạn? Tức là câu nào mới đúng? Câu B, đúng chưa? Bây giờ chúng ta nghe tiếp thử vì sao cô A và cô C sai nè. Show me how to do it. They should just make it simpler. Yeah. Ở đây cô này cũng nói luôn này. They just have make it simpler. Tốt nhất là họ làm cho nó đơn giản hơn đi. Tức là trang web là đơn giản hơn. Otherwise, I have no problem with the website. Yeah, và cô ta nói là otherwise. Okay, there is no problem with the website. Ngoài ra thì cái chữ chữ otherwise trong trường hợp này thì ngoài ra chẳng có cái vấn đề gì, cái website này chẳng có vấn đề gì cả. Ok, họ chỉ cần làm cho cái website này đơn giản hơn cho người sử dụng thôi chứ nó không có vấn đề gì cả. Vì sao cô ta nói cái câu là không có vấn đề gì cả? Vì It posts new stories about the band members nearly every day. bởi vì nó cái trang web này nó đã làm gì các bạn? Post new stories about the band nearly every day. Như vậy câu này nó tương tự như là câu A, đúng chưa các bạn? Tức là thông tin thì là cập nhật, tức là câu A là câu sai. Đây không phải là cái vấn đề của cái trang web. Câu A sai. Yeah, and some of the replies to fans from the two guitar players are really funny. Và anh ta nói luôn là some replies okay to the fan from the guitar or something okay are really funny. Một số cái câu trả lời cho người hâm mộ của một một số người trong ban nhạc đó thì rất là thú vị. Như vậy the band members answer messages là có chứ không phải là không có. Do đó cái vấn đề cần cải thiện ở đây là làm cho việc mua vé dễ dễ hơn, chính là câu B. Ok. Rồi cô mời các bạn nhìn sang câu số 10. Theo các bạn thì câu 10 này là câu nào là đúng? Cô mời Võ Nguyễn Huy Hoàng. Võ Nguyễn Huy Hoàng. Hoàng ơi. Hoàng chọn câu nào đó Hoàng? Hoàng ơi, Hoàng có ở đây không? Hoàng ơi có ở đây không con? Chà, người đây tên thì đây mà người thì chạy đi đâu mất tiêu rồi. Cô mời Nguyễn Văn Chính nào. Nguyễn Văn Chính có không? Dạ chưa nghe được cô ơi. Dạ mong Chính. nghe chưa nghe được cô. Dạ. À chưa nghe được hả Chính? Ok. À bạn Sang, thank you Chính. Thank you Sang. Sang chọn câu C hả? Sang chọn câu C. Ok. Bây giờ cô mời các bạn nghe câu số 10 phải là câu C không nhé. You'll never guess. I've won first prize in that art competition I went in for. What? Yeah, cô này cổ khoe ha. I won the first prize in the art competition. Cô ta đạt giải nhất. Right? Oh, congratulations. What's the pro? Anh kia ảnh chúc mừng, congratulations. Oh, congratulations. What's the prize? A week. Yeah, và cô ta anh ấy hỏi là what the prize là cái gì? Phần thưởng là gì? Oh, congratulations. What's the prize? A weekend in New York with free entrance to all the art galleries there. Ok, nó là a free weekend in New York with free entrance to all the art galleries there. Như vậy đây là cái phần thưởng của cái cô này, tức là được một chuyến đi miễn phí đến New York
vào thăm tất cả các khu gọi là các phòng triển lãm tranh ở New York miễn phí luôn. It's fantastic. I know, but I have to go before the end of the month. Yeah, nhưng mà để cái giải thưởng này á là cô ta phải làm như thế này, have to go before the end of the month. Và cô ta phải đi trước cuối tháng, bắt buộc phải đi trước cuối tháng thì nó mới còn giá trị. I can't get the time off work. Yeah, nhưng mà cô ta lại như thế nào các bạn? Can't get time off work. Không thể nghỉ phép được. Không thể nghỉ làm để mà đi được. Oh no. Yes, I can't believe I have to miss such a great chance. Yeah, do đó cô ta nói là cô ta sẽ miss such a great chance. Cô ta sẽ gọi là bỏ lỡ cái cơ hội đó. Bỏ lỡ cái cơ hội đó tức là không đi được. Vậy không đi được thì các bạn xem thử có đúng là cái câu C không các bạn, như bạn Sang nói là thất vọng vì cô ta không sử dụng được cái giải thưởng đó, đúng chưa các bạn? Đúng quá đúng không các bạn? Là có mà không đi được đây này. Ok, như vậy chính xác là câu C. Chúng ta nghe một tí nữa thì xem có nói gì về câu A và câu B không. Câu A chắc chắn không đúng rồi. Cái giải thưởng rất có giá trị đúng không? Được một chuyến đi New York miễn phí và đi đến thăm tất cả các phòng triển lãm tranh. Như vậy câu A là sai. Mình nghe một tí vì sao câu B sai này. At least you know the judges thought highly of your work. Yes, anh ta nói là at least you know the judges thought highly of your works. Ok, ít nhất thì cậu cũng biết rằng là giám khảo đã đánh giá cao tác phẩm của cậu. Ok, và xem thử là cô ấy nói như thế nào về cái việc này. Suppose so, but it wasn't one of my best pictures. Yeah, cô ta mới nói là thực sự cái tác phẩm đó là wasn't my best picture. Thực sự cái đó không phải là bức tranh tốt đẹp nhất của tôi. Ok, như vậy cô ấy không có excited, không có phấn khích khi mà những cái người giám khảo thích bức tranh của cô ấy. Ok, như vậy câu đúng là câu C, đúng như bạn Sang nói ha. Very good Sang. Ok, câu 11, có bạn nào cho cô câu trả lời đi. Thanh Lan có câu trả lời không? Thanh Lan ơi. Dạ, em chưa nghe được cô. Nghe em được. Ok, có bạn nào có câu trả lời cho cô câu đi. À, Thu nghe được C hả con? Cảm ơn Thu. Ok, câu C. Rồi bây giờ chúng ta nghe lại cái câu 11 thử phải là câu C không ha. 11. Mở nhạc to quá. Câu C. My flatmate's driving me crazy. I can't believe that. She's so shy. Yeah, đầu tiên chưa gì đã than phiền nữa ha. Drive me crazy. Cái người cùng phòng với tôi làm tôi phát điên lên. Ok, anh em mới nói là I don't believe that she's so shy. Sao vậy, cô này cũng rất là ít nói mà kiệm lời, mà shy là bẽn lẽn rụt rè đó, ít nói chuyện đấy. Yes, never says a word. I. Yeah, cái cô đó là never says a word. Cái cô cùng phòng này. Như vậy câu nào là sai rồi? Câu B, đúng không các bạn? Không bao giờ cái người đó mở miệng nói là tí nào cả. Yes, never says a word. I do all the talking. Yeah, nhưng mà cái cô gái, cái cô mà than phiền đó mới là người do all the talking. Tớ mới là người nói, còn cô kia chẳng nói gì cả. Câu B sai. I have nothing to complain about that. Yeah, I have nothing to complain about that. Tớ không than phiền gì về chuyện đó cả. She has her music a bit loud. Yes, như vậy anh ấy nói là she held the music a bit loud. Thế là cô ta mở nhạc to à? Do cô ta mở nhạc to à? Can see that would be annoying when you're trying to study. Actually, it's the way she never picks anything up that bothers me. Yes, cô ta mới nói là actually, it's the way she never picks things up bothers me. Okay, cái việc mà cô ta không bao giờ dọn dẹp đồ này á là làm phiền tớ. Ok, như vậy cô ta không bao giờ dọn dẹp, tức là câu nào các bạn? Câu đúng là câu A. Ok, cô này rất là bừa bãi lộn xộn, không dọn dẹp đồ, right? Her stuff is all over the living room and bathroom as well as her bedroom. Ok, như vậy cô ta mới kể là như thế này. Her stuff là cái đồ vật của cái cô gái kia, all over bathroom, rồi thêm một cái room gì mà cô cũng quên mất tiêu, mới đã quên rồi. Ok, và cả bedroom nữa. Nói chung là đồ vật bừa bãi khắp nơi. Okay. Her music helps me concentrate, so I don't mind that. Okay.
Rồi cô ta có nói là her music helps me concentrate and I don't mind that. Nhạc của cô ấy giúp cho tôi tập trung, do đó tôi không phiền gì về việc đó cả. Câu này chứng minh rằng là câu C là câu cô sai, đúng chưa các bạn? Vậy câu đúng nhất sẽ là câu cô A ha các bạn ha. Ok, rồi bây giờ mời các bạn sang câu 12 nha. Câu 12, bạn nào có thể cho cô câu 12 được không? Bạn nào có thể cho cô câu 12 nhỉ? Bùi Thị Thu Phương. Bùi Thị Thu Phương, Phương ơi. Phương chọn câu nào vậy Phương ơi? Phương có ở đây không Phương? Phương ơi. À, câu 12C, Phương đã chọn là câu C. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe thử có đúng như Phương đã chọn không ha, câu 12C. Là họ không có tập 12. Luyện. Họ không tập luyện đầy đủ. Not a great day for our team. Well, they didn't win. Yeah, not a great day for our team because we didn't win. Thua rồi. Thua rồi. Ngày hôm nay không phải là cái ngày may mắn. Actually, considering how many guys couldn't play because of injury. Okay, cô ta mới nói là thật sự ra thì phải consider how many guys, okay, couldn't play. Because of injury. Như vậy là có rất nhiều cầu thủ không chơi được vì chấn thương. Nhưng mà cô ấy có nói là những cầu thủ này là những cầu thủ quan trọng không các bạn? Không ha, chỉ nói là ô, mình cứ thôi mình tự tại vì là có nhiều cầu thủ không chơi được vì chấn thương mà, chứ không phải là không có những cầu thủ quan trọng, tức là không phải là cô B. Như vậy cô B là mình loại đi các bạn ha, gây nhiễu thôi. Didn't do so badly. They played well actually. I heard they're putting more effort into their training program and yes, và anh ta nói là I heard they have put more effort in the training program. Họ đã tập luyện tăng cường hơn nữa rồi. Họ đã tăng cường tập luyện rồi. Rất là nỗ lực trong tập luyện rồi. Okay. Their training program and we're beginning well actually. I heard they're putting more effort into their training program and we're beginning to see the benefits of that. Yes, và kết quả của cái việc tập luyện là begin to see the benefits of that. Tức là hiện nay đã thấy là vì họ đã tăng cường tập luyện nên chúng ta đã thấy là cái thuận lợi của cái việc tập luyện tăng cường đó rồi. Tức là câu C là câu sai, họ không phải là không tập luyện đầy đủ mà họ đã tăng cường tập luyện rồi, vậy C sai, như vậy chắc chắn là A đúng, B sai, C sai đúng không các bạn? Thì chúng ta nghe tiếp thì nói gì về câu A này. That's right. I think the main trouble they had tonight is that they just don't believe enough in their own ability. Yeah, cô ta mới kết luận là như sau. The main trouble tonight is they didn't believe in their own ability. Họ không tự tin vào khả năng của họ. Okay. Phải tự tin cỡ như đội Việt Nam mình đó, đúng không các bạn? Mới chiến thắng cả thằng Indo rồi thôi các bạn ha. Okay. Như vậy ở đây chúng ta có câu đúng sẽ là câu A, đúng chưa các bạn? Chứ không phải là câu C ha. Okay. Okay, giờ chúng ta sang câu 13. Mẹ phải đói quá rồi, con đợi cô một tí, bây giờ còn phần nữa cô cũng biết làm sao đây, trễ quá rồi. Cô cũng vừa đói vừa mệt nữa, cố gắng giúp cô một chút đi, nhưng mà bây giờ không nghe nữa thì cô cũng biết cái phần 3 kia làm sao mà mình làm. Bữa sau thì chắc nó đỡ hơn một chút đó các bạn, cái bài nó dài lắm các bạn ơi, mà 4 bài lận, nếu mà cô không dạy, cô đưa đáp án cho các bạn thì các bạn có chịu không? Nếu mà không dạy mà đưa đáp án cho các bạn thì cố gắng nha, thôi cố gắng với cô bữa nay thôi, bữa sau chắc hy vọng là cô cũng chưa biết tìm cách nào nữa, bởi vì thực sự khi mà dạy nghe tại lớp đã mất thời gian rồi các bạn, mà dạy nghe online thì mất thời gian hơn nữa, rất là mất thời gian luôn. Thành ra thôi các bạn cố gắng giùm cô một xíu, hôm sau mình cố gắng là ăn trước đi, hoặc là các bạn vừa ở mà Thu ơi sao con không, Thu Hương gì đó, con không bỏ cái gì đó bên cạnh ngồi ăn, vừa làm vừa học được không, đâu có ai thấy con ăn đâu, ví dụ vậy.
chứ cô cắt bài đi là cũng khó mà cô đưa cho các bạn cái đáp án khác khác à, không thì cũng không ổn lắm. Thôi các bạn chịu khó với cô bữa nay một chút, cô cũng mệt lắm rồi, nó thật là mệt lắm, ngồi mệt lắm. Rồi sang câu 13, có bạn nào cho cô được cái câu trả lời của câu 13 không? Bạn nào cho cô câu trả lời, câu 13 là A hả, chính hả? Ok. Rồi chúng ta xem từ câu 13 có phải câu A như bạn chính nói không nha. Cô mời các bạn nghe lại nha. Bish, I need to practice a lot harder. It's difficult to find a time when we're both free for more practice. You played. Pity we didn't win, but we played quite well. You. Dạ, cô ta mới nói là PT. We didn't win, but we play quite well. Tiếc là chúng ta không thắng nhưng mà chúng ta cũng đã chơi tốt rồi. Played well. I was rubbish. I Dạ, need ta to nói là I was rubbish. Tớ tệ lắm, tớ chơi tệ lắm, cậu mới chơi giỏi. practice a lot harder. It's difficult to find a time when we're both free for more practice. I know. Ok, cô ta mới nói là it's difficult. Ok, to find the time for both to practice more. Không thể nào tìm thêm được thời gian để hai người cùng chơi, cùng luyện tập với nhau. Như vậy có khả năng là câu B là không đúng rồi đó, đúng không các bạn? Hai người này khó mà cùng có cùng thời gian để luyện tập lắm. Oh, and I must improve my fitness first. Yeah, nhưng mà anh ta nói là I have to improve my fitness first. Đầu tiên là tớ cần phải tăng cường sức khỏe của tớ đã. You can run all over the court and attack every ball. Yeah, anh ta ganh tị. Anh ta thấy cô này là run all over the court and attack every ball. Cô này chạy khắp cả sân và đón đánh tất cả những quả bóng đến. Vậy tức là cô này sức khỏe rất là tốt. I'm not a good athlete like you. How do you do it? Well, I go to the gym 4 times a week. Yeah, và cô anh ta mới hỏi là how do you do it? How do you do it? Okay, how do you do it? Là cô làm thế nào mà khỏe thế? Thì cô này mới nói là go to the gym. Okay. Tuần nào cũng đi tập ở phòng tập thể dục. That's what I need. Can I come with you? Yes, anh ta mới kết luận là that's what I need. Tớ cần như thế đó. Và anh ta đề nghị luôn là can I come with you? Tớ đi tập cùng với cậu được chứ? Như vậy trong trường hợp này cái ý này là để làm gì đấy các bạn? Muốn nhờ cô này giúp cho anh này khỏe, khỏe mạnh hơn như bạn chính đã nghe được đấy. Tức là câu A. Ok, chúng ta nghe xem thêm một tí nữa thì còn cái gì nữa I want to be in really good shape for our next competition. Sure. Yeah, và cô ta anh ta nói là đi tập để là want to be in a good shape for next competition. Ok, cần phải gì nhỉ? Cần phải khỏe mạnh để chuẩn bị cho kỳ thi trận đấu sắp tới. Như vậy competition ở đây là thông tin gây nhiễu thôi, chỉ nghe mỗi chữ competition thôi nhưng không có nghĩa là câu C. Câu C sai các bạn ha. Ok. Rồi, xong rồi. Cô không biết là có C sai rồi thôi. Không biết các bạn có thắc mắc gì về bài 2 không? Các bạn cố gắng với cô thêm một chút nữa về bài 3 nữa thôi nha. Cô nói thật là các bạn nào mệt thì thôi các bạn nghỉ đi cũng được. Tùy các bạn nha. Nhưng mà vì là còn một phần nữa nhưng mà cô không bỏ được. Cô không bỏ được, cô vẫn phải cố gắng giảng với các bạn một chút là vì sao? Vì là hôm sau người khác dạy. Cho nghe luôn rồi sửa sau hả con? Không sửa luôn đi con. Cô sẽ giải thích và cô sửa luôn. Cô sẽ cho nghe 2 lần rồi cô sửa luôn. Vì bữa sau người khác dạy, người ta không dạy bài này nữa các bạn. Mà lỡ cái bài này mà các bạn cần thì lại không có. Ok, thật ra các bạn thông cảm với cô một chút nha. Chịu khó với cô một tí hả bạn nào? Thôi đói rồi thì cứ ăn cái gì đi. Hoặc là bạn nào mà không mệt quá rồi. Không, một phần thôi con. Còn một phần nữa thôi. Mình học một buổi về 3 phần. Một học buổi về 3 phần. Muốn bài thôi mà. Ok. Nên bạn nào mà mệt quá thì thôi cứ nghỉ đi. Cô cũng không thể ép các bạn được đâu. Nhưng mà bạn nào vẫn còn có thể ngồi được thì nghe. Với lại đằng nào cô cũng cuối cùng cũng gửi cái bài này lên trên cho các bạn. Các bạn chịu khó một chút nữa thôi ha. Bây giờ trong cái phần 3 đấy các bạn. Trong cái phần 3 thì các bạn sẽ có 6 câu hỏi. 6 câu hỏi này nó gọi là gap. Gap feeling questions. 6 câu hỏi mà có điền vào chỗ trống, 6 câu hỏi điền vào chỗ trống. Ok. Thì với cái loại bài này, các bạn lưu ý là chúng ta có 20 giây. 20 giây để đọc câu hỏi. 20 giây để đọc câu hỏi. Ok. Và trong vòng 20 giây đó thì các bạn làm những cái động tác như sau cho cô. Thứ nhất là các bạn đọc cái hướng dẫn để xem thử là ai nói.
Okay, ai nói về cái gì? Ai nói về cái gì? Tức là mình xem chủ đề và ai nói về cái gì. Và trong 20 giây đó thì mình phải xác định được cái thông tin mà mình cần điền. Xác định cái thông tin cần điền. Chỗ trống đó có phải là một danh từ hay không? Hay là một động từ? Hay là một tính từ? Hay là một trạng từ? Ok. Hay chỗ trống đó là một con số? Số đó là số gì? Có thể là cái số ngày tháng hay không? Hay là giờ giấc? Hay là chỉ là một số điện thoại? Vân vân. Thì các bạn, mình trong 20 giây đó các bạn xác định chỗ trống đó là cái gì. Sau đó thì chúng ta sẽ nghe. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ nghe hai lần. Hai lần liên tục. Ok. Cái phần này là phần khó nhất. Vì sao? Vì các bạn phải nghe và điền. Nãy giờ chúng ta khoanh thôi. Thành ra chúng ta khoanh có sai đi nữa, nhưng mà mình cũng tự tin là mình đã khoanh được rồi. Nhưng mà cái phần này là mình chích cha rồi, mình không biết viết cái từ gì đây, nghe không được. Như vậy khi mà mình nghe không được bắt đầu mình lại hoảng. Do đó cái phần này thì các bạn cứ cố gắng nghe, mà nghe không được thì thôi mình bỏ, chứ các bạn hoảng lên là lại ảnh hưởng thêm một cái phần sau nữa. Ok. Rồi bây giờ cô mời các bạn nhìn vào trong cái bài mà mình số 3 này của mình ha. Các bạn nhìn cho cô cái hướng dẫn nè. Ở đây chúng ta có một cái radio presenter, là một người phát thanh viên truyền thanh, đúng không các bạn? Và cái người này gọi cho ai? Gọi cho cô Anita, cô tên là Anita. Và cô này là nói về cái kỳ nghỉ ở nước Cuba. Ok, giờ mình sẽ điền thông tin vào những cái chỗ này. Trong câu số 14, cái loại thông tin mình cần điền sẽ là một danh từ. Vì nó nằm sau chữ the này các bạn, the chống chỗ này, rồi sau đó chữ was, thì chắc chắn chỗ chống nó phải là danh từ. Và danh từ đó là danh từ số ít. Ok, mình xác định luôn là danh từ số ít. Ok, rồi những cái từ mà các bạn cần gạch dưới trong nguyên cả câu 14, để khi mình nghe từ nào là mình chuẩn bị nghe cho được cái chỗ trống của cái từ đó. Đó là từ National Gardens. Khi mình nghe từ National Gardens thì mình phải tập trung hơn để mình nghe cho được cái chỗ trống còn thiếu của câu 14 là gì. Ok. Và cái thứ 14 này, các bạn lưu ý cái thứ 14 này phải là cái thứ mà thu hút nhiều người nhất, tức là có nhiều người đến xem nó nhất. Đó là cái gì? Okay. Và người ta sẽ gây nhiễu thông tin cho các bạn là có thêm một thứ nữa, mà thứ đó không có phải là nhiều người đến xem, mà chỉ có mình cô này xem thôi, hay là bên cạnh cái gì đó mà người ta nói để gây nhiễu thôi. Ok. Rồi, câu 15. Câu 15. Trong câu 15, chúng ta có cái chỗ trống đó sau chữ G thì chúng ta cũng cần một cái danh từ. Đúng không các bạn? Bây giờ những cái từ nào mà mình quan trọng để mình xem trong cái câu 15 này. Mình thứ nhất là cái từ mà các bạn khoanh tròn hay là gạch dưới ấy, để khi mà mình nghe tới nó thì mình phải chú tâm vào đấy. Là có chữ swimming trip. Đúng chưa các bạn? Swimming trip là cái chuyến đi bơi đó. Đi chơi mà đi bơi đấy. Rồi chúng ta có electronic armbands. Armbands là một cái vòng đeo tay hay là đeo trên cái cánh tay của mình á, để bằng điện tử để theo dõi mình, hay là để với mục đích để làm gì đó. Cái đó gọi là armbands, cái vòng đeo tay. Vòng đeo tay điện tử này. Vòng đeo tay điện tử này nó có cái cụm từ là keep gì đó away, có nghĩa là để đuổi những cái thứ ở chỗ trống này đi xa, tức là không cho đến gần mình đấy. Keep cái gì đó away là giữ cho ai đó không đến gần mình thì gọi là keep something away. Ok, như vậy chúng ta sẽ xem thử là khi đi bơi người ta đeo cái gì và giữ cho ai đó không đến gần mình, hay cái con vật hay cái gì đó không đến gần mình. Rồi, câu số 16. Câu số 16. Cái từ mình cần nghe để mà biết được, à xin lỗi, chỗ trống ở số 16 là danh từ đếm được số ít, đúng không các bạn? Cũng singular noun. Singular noun, đúng chưa các bạn? Bởi vì chúng ta có chữ ờ, đúng không các bạn? Ok. Rồi bây giờ các bạn xem những cái từ mình cần nghe để mình xác định chỗ trống chỗ 16 là gì. Đó là từ countryside. Countryside là ở thôn quê. Như vậy khi mình nghe countryside bắt đầu mình tập trung ha. Chúng ta có động từ fall off. Fell off đấy các bạn. Fall off là ngã. Almost là gần như là ngã. Như vậy cô này té khỏi một cái gì đó, có nghĩa là cô đang leo lên cái gì đó, hay là cô đang ngồi trên cái gì đó và gần như là cô bị té ngã, thì mình nghe đó là cái gì. Ok. Rồi cái câu số 17, chỗ trống mình cần điền cũng sẽ là một danh từ đếm được số ít, đúng không các bạn? Bởi vì có chữ ở phía trước. Danh từ này thì nó liên quan đến cái theater và đi với động từ see. Như vậy khi đi đến rạp hát thì người ta xem cái gì?
Theater là nhà hát, như vậy đến rạp hát thì là người ta xem cái gì, các bạn hình dung ra đó là loại danh từ gì có thể đi được vào chỗ đó, thì mình chuẩn bị trong đầu mình, và khi mình nghe thì mình xác định, hoặc là mình nghe thì mình để ý là cái danh từ đó phải liên quan đến rạp hát. Và cái từ các bạn, một cái từ được các bạn quan tâm trong câu 17 là capital city, là thành phố thủ đô. Ở câu 18 thì mình sẽ có là chỗ trống và sau đó là is produced. Như vậy chỗ này cũng là một cái danh từ. Danh từ này phải là liên quan đến một thứ mà ở nông trại, bởi vì đằng trước mình có nông trại. Produce là sản xuất hay là trồng hoặc là sản xuất gì đấy thì tùy. Bây giờ cô này cũng thích visiting a farm, như vậy mình để ý là để ý tới chữ farm, nơi mà cái thứ gì đó được trồng hay là được sản xuất. Như vậy cái sản phẩm của câu 18 phải là, xin lỗi, cái danh từ chỉ câu 18 phải là một cái sản phẩm liên quan đến nông trại, được sản xuất tại nông trại. Ok. Rồi câu cuối cùng cũng là danh từ, nhưng mà lần này là danh từ đếm được số nhiều hoặc là danh từ không đếm được. Ok, anh Cao nào. Vì chúng ta có chữ sub. Và cái thứ này là cái thứ cô ta mua, buy, đúng không các bạn? As gifts là mua về làm quà. Ok. Rồi, bây giờ là những cái thông tin mà cô đã cung cấp cho các bạn. Các bạn chịu khó nghe một tí nữa, nghe hai lần thôi rồi cô sửa luôn nha. Chịu khó nha các bạn nha. Cô mời các bạn nghe nhé. Now look at part 3. For each question, write the correct answer in the gap. Write one or two words, or a number, or a date, or a time. Hear a radio present. You will hear a radio presenter called Anita talking about her holiday in Cuba. Hi everyone, Anita here. On today's program, I'm going to tell you about the week I've just spent in Cuba. We arrived on Sunday, and on Monday morning, we went on our first visit. This was the National Gardens. These are full of trees and flowers, and there was a fantastic waterfall that everyone stopped to admire, although the rainforest exhibition was the bit I liked best. On the second day, we went on a trip in a sailing boat to swim with dolphins. We had a very exciting time. We had to wear special electronic armbands to keep off any sharks. No one saw any, fortunately. We had the option of traveling to a river valley in the countryside west of Havana the following day. I felt a bit worried as the program included crossing a range of hills by horse, and I haven't ridden much. We met a noisy motorbike on the track, but I managed to stay on somehow. On Thursday, there was a day's visit to the capital city. I loved the atmosphere of the shops and restaurants. We went to a theater to see a musical in the afternoon. Luckily, not a serious play, which would be difficult for me, though my Spanish is improving. On Friday, we went on a visit to a farm. I thought we were going to see coffee being grown, but in the end, we went to a farm that produces sugar. It was okay, though. We had lunch there. It was quite a celebration with guitars and delicious food. Saturday was free for us to explore. I found a street full of jewelry workshops and bought a few rings to take back as presents for people back home. I was sorry later that I hadn't bought any of the beautiful leather belts back. Maybe next time. Các bạn nghe luôn lần thứ hai nhé. Now listen again. Hi everyone, Anita here. On today's program, I'm going to tell you about the week I've just spent in Cuba. We arrived on Sunday, and on Monday morning, we went on our first visit. This was the National Gardens. These are full of trees and flowers, and there was a fantastic waterfall that everyone stopped to admire, although the rainforest exhibition was the bit I liked best. On the second day, we went on a trip in a sailing boat to swim with dolphins. We had a very exciting time. We had to wear special electronic armbands to keep off any sharks. No one saw any, fortunately. We had the option of traveling to a river valley in the countryside west of Havana the following day. I felt a bit worried as the program included crossing a range of hills by horse, and I haven't ridden much. We met a noisy motorbike on the track,
but I managed to stay on somehow. On Thursday, there was a day's visit to the capital city. I loved the atmosphere of the shops and restaurants. We went to a theatre to see a musical in the afternoon. Luckily, not a serious play, which would be difficult for me, though my Spanish is improving. On Friday, we went on a visit to a farm. I thought we were going to see coffee being grown, but in the end, we went to a farm that produces sugar. It was okay, though. We had lunch there. It was quite a celebration with guitars and delicious food. Saturday was free for us to explore. I found a street full of jewelry workshops and bought a few rings to take back as presents for people back home. I was sorry later that I hadn't bought any of the beautiful leather belts back. Maybe next time. Okay. Chắc là mệt mỏi lắm rồi, right? Ok. Bây giờ không biết các bạn nghe được không các bạn? Có nghe được khoảng bao nhiêu câu không? Nghe được không các bạn? Hay là vừa đói và vừa mệt rồi? Giờ là nghe nó ù cạc cạc rồi. Rồi thôi giờ nghe lại với cô một lần nữa thôi. Cô sửa luôn. Rồi mình nghỉ nha. That's okay? Ok, chúng ta có câu 14. Bây giờ cô mời các bạn nghe lại với cô lần nữa ha. Chúng ta bắt đầu tập trung từ cái chỗ National Gardens thì cô ấy đã đến đi xem cái gì mà hầu như mọi người đều thích. Mời các bạn nghe nhé. Anita here. On today's program, I'm going to tell you about the week I've just spent in Cuba. We arrived on Sunday and on Monday morning, we went on our first visit. This was the National Gardens. Yeah, các bạn đã nghe cái National Garden chưa? The first visit was the National Gardens. Bây giờ mình tập trung nghe thử cái gì mà mọi người thích. These are full of trees and flowers, and there was a fantastic waterfall that everyone stopped to admire. Yes, okay. Cô ta nói là có trees nè, the flowers nè, rồi a fantastic waterfall that everyone stopped to admire là ngưỡng mộ, à chiêm ngưỡng đó, chiêm ngưỡng. Như vậy trong đây thì cái gì là mọi người cùng xem? Đó chính là cái waterfall. Như vậy waterfall chính là câu trả lời cho câu 14, mọi người đều xem cái này. Ở trong cái của mình là the thing that attracted most people, tức là ai cũng xem đấy. Bây giờ chúng ta nghe tiếp thì có thông tin gây nhiễu gì cho câu số 14 hay không? Although the rainforest exhibition was the bit I liked best. Yes, cô ta nói là although the rainforest. Rainforest là rừng mưa, rừng nhiệt đới. Okay, exhibition là buổi triển lãm. Okay, was the bit that I liked best. Cô này thì cô thích là cái này hơn. Tuy nhiên mọi người thì đều thích cái này. Như vậy câu số 14 là waterfall. Bây giờ chúng ta nghe tiếp là khi họ phải đeo cái vòng đeo điện tử là để đuổi cái gì đi xa. On the second day, we went on a trip in a sailing boat to swim with dolphins. Yes, như vậy có chúng ta nghe chữ trip và swimming và họ đi bơi với con cá heo with dolphins. Okay. Như vậy trong trường hợp này là swim with dolphins. Như vậy bơi với cá heo thì chắc chắn không có thể nào mà đuổi những cái con dolphins này đi xa được. Để xem thử có bạn nào trả lời bên này rồi là cái gì. Không có ai trả lời. Cô nghe tiếng, cô tưởng có người trả lời. Rồi chúng ta nghe nha, con gì nha. We had a very exciting time. We had to wear special electronic armbands to... Yeah, we had to wear, okay, electronic armbands. Okay, wear the armbands. Để làm gì? Electronic armbands to keep off any sharks. Yeah, to keep off any sharks. Có nghĩa là để tránh cho cá mập không bơi đến chỗ mình. Như vậy cái chỗ này đúng sẽ là câu từ sharks. Họ tránh đeo cái đó để tránh lũ cá mập. Very good. Rồi, bây giờ câu 16, mình xem thử là đến countryside thì cô xém nữa là ngã ra khỏi một cái gì? No one saw any, fortunately. We had the option of traveling to a river valley in the countryside west of Havana the following day. Dạ, các bạn đã nghe từ countryside rồi đúng không? Như vậy mình tập trung nghe thử là cô xém nữa té ngã khỏi cái gì?
I felt a bit worried as the program included crossing a range of hills by horse. Yeah, như vậy cô ta khá là lo lắng. Okay, because the program included going across, băng qua a range of hills on horses. Okay, như vậy là đi băng qua đồi trong cái chương trình, trong cái ngày này cô ta lo lắng là vì phải vượt đồi, đi đi qua đường đồi dốc đấy mà lại đi bằng cưỡi ngựa. Okay. Chúng ta nghe lại này. Program included crossing a range of hills by horse and I haven't ridden much. Yeah, và lý do mà cô ta lo lắng là I haven't ridden much. Mà tôi thì trước đây tôi chưa có cưỡi ngựa nhiều lắm, vậy đó lo. We met a noisy motorbike on the track. Yeah, và trên đường đi, cưỡi ngựa đi leo qua những cái ngọn đồi này thì cô ấy gặp một cái noisy motorbike, gặp một cái xe máy rất là ồn ào, tức là khi con ngựa nó gặp xe máy ồn ào. But I managed to stay on somehow. Yes, nhưng mà cô ta đã manage to stay on somehow. Dù sao đi nữa thì cô ta cũng đã cố gắng là ngồi được trên lưng ngựa mặc dù con ngựa nó gặp cái xe ồn ào này. Như vậy cô ta xém nửa té rớt ra khỏi con ngựa, a horse. Ok. Rồi câu 17 mình xem thử là đến nhà hát và cô ấy đã xem cái gì. On Thursday there was a day's visit to the capital city. I love. Yeah, chúng ta có capital city rồi đó, thủ đô rồi đó. The atmosphere of the shops and restaurants. We went to a theater to see. Yeah, we went to the theater. Như vậy cô ta vừa nói theater thì mình phải tập trung là cô ta đến đó để xem cái gì. Okay. We went to the theater. To a theater to see a musical in the afternoon. Yeah, to see a musical in the afternoon. Musical là nhạc kịch, một vở nhạc kịch. Okay. Buổi chiều thì cô ta đã đến nhà hát để xem nhạc kịch. Luckily, not a serious play, which would be difficult for me, though my Spanish is improving. Yeah, cô ta nói là may thay, nó không phải là not a serious play, không phải là một vở kịch nghiêm túc, tức là một vở kịch rất là, đại khái cái nội dung nó khá là nghiêm túc đấy, làm cho người ta phải tập trung mà nghe hay là suy nghĩ đấy. Thì cái từ này là từ gây nhiễu các bạn ha, thật sự đó là một musical chứ không phải cái play. Ở câu 18, cô ta đến cái farm để xem cái gì được sản xuất hay là được trồng. On Friday, we went on a visit to a farm. Yeah, visit to a farm. I thought we were going to see coffee being grown. But yeah, I thought that. Cô ta nói là I thought that we would see coffee being, okay, was grown. Cô ta nghĩ là chắc là họ cho mình xem cái cà phê, trồng cà phê như thế nào. Như vậy dùng chữ thought ở đây có nghĩa cái này là sai nha các bạn. Tớ nghĩ là như thế nhưng mà té ra là không phải như thế. In the end, we went to a farm that produces sugar. Yeah, in the end, we went to the farm which produces sugar. Cái này nói rất là rõ, không biết các bạn có nghe được không? Là cô ta để đến một cái farm để xem người ta làm đường như thế nào, đường để uống ấy. Và cuối cùng cô ta mua cái gì? Làm quà. It was okay though. We had lunch there. It was, yeah, we had lunch there. It was quite a celebration with guitars and delicious food. Saturday was free for us to explore. I found a street full of jewelry workshops and bought a few rings to take back as presents for people back home. Okay, như vậy cô ta đi vào một cái jewelry shop and buy some rings as present for the people back home. Như vậy cái thứ cô ta mua là rings, okay? Okay, that's it. Good, thank you. Horse, con Tấn ơi, Tấn, a horse nha. Cô nhầm để cô xây cái này lại, rồi cô gửi lên trên mạng cho các bạn. Rồi các bạn có thắc mắc gì nữa không các bạn? Có ai thắc mắc gì nữa không? 15 có S hay không? À không có S bởi vì ở đó có chữ ờ con. Ở trong bài khi nói, khi người ta nói là người ta nói horses. Nhưng câu 16 chứ, câu 16 hả con hay câu 15? 15 hay 16 con? 16. Câu 15 phải có S là sharks. Vì shark đứng đó là đúng. Nhưng mà câu 16 có chữ ờ thì phải là horse không có S. Ok.
Rồi thôi sorry các bạn, trễ quá rồi, trễ mất nửa tiếng, con xin lỗi các bạn nha. Không có ok, nói chung là sẽ du di cho các bạn nếu như các bạn không có S ở trình độ bậc bậc 3. Ok. Các bạn có thắc mắc gì nữa không các bạn? Ok. Ok, nếu các bạn không thắc mắc gì nữa thì chúng ta nghỉ ở đây nha. Hẹn các bạn chắc là 2 tuần nữa cô mới gặp lại các bạn, tuần sau cô dạy lớp kia. Ok, hôm sau các bạn sẽ học với thầy cô khác.